rằm tháng 10 là ngày mà Đức Phật đặt họ ký cho một vị tỳ kheo, trong tương lai sẽ là một vị Phật trong cái hiện kiếp này, đó là Đức Phật Maitreya. Và vị tỳ kheo đó tên là Ajita. Cái ngày rằm tháng 10 là ngày Đức Phật thọ ký vị tỳ kheo Ajita, trong tương lai sẽ trở thành một vị Phật toàn giác có hồng danh là Maitreya. Đúng ngày rằm tháng 10. Để cho chúng ta thấy rằng tại cái chùa Nirodha tại thành Kapilavastu, tức là tại thành Kapilavệ, dòng tộc Sakya Thích Ca đã xây dựng một ngôi chùa lấy tên là Nirodha. Thì tại ngôi chùa Nirodha này, vì mẫu Vô Tận Mi, vì lòng tôn kính Đức Phật, có nhiều ân đức đối, có nhiều ân nghĩa đối với Đức Bồ Tát, rồi khi thành Phật thì đó là một cái sự tôn kính vô hạn. Bà Vô Tận Mi là một vị hoàng hậu cao quý, tuy nhiên tôn kính bậc đạo sư. Bà tự tay trồng cây vải, rồi tự tay chăm bóng bón nó bằng sữa, chính vì săn sóc một cách như vậy, cái bông vải rất là tốt. Bà đã kéo chỉ, đã xe tơ và dệt nên một cái bộ y rất là quý giá. Với bộ y quý giá đó, vì mẫu của Tâm Y nghĩ rằng xứng đáng để được mặc bộ y đó thì chỉ có Đức Phật Vô Tâm A mà thôi. Rồi, thì chính cái ngày rằm tháng 10 này, bà thỉnh chư tăng đến cái chùa Nirodha, chư tăng cúng dường. Và khi chư tăng cúng dường vậy thì bà mới dâng cái bộ y cá nhân chuyển thí, tức là bộ y này chỉ có Đức Thế Tôn mặc là xứng đáng, ngoài ra không có một người nào để cho bà, để lọt vào con mắt của bà được thọ bộ y, chỉ ngoài Đức Thế Tôn mà thôi ha. Bà mới đem bộ y đó rất là tôn kính đi dâng cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói rằng Di Mẫu hay đem bộ y này dân cũng bị chư tăng phước nhiều hơn. Khi nghe như vậy thì bà nghĩ rằng ồ, mình nghe nhầm hay sao. Bà lần thứ hai cũng quỳ xuống dân bộ y, nhưng mà lần thứ hai Đức Phật cũng lặp lại, hãy dân cũng chư tăng phước nhiều hơn. Rồi bà khấn hóa đến lần thứ ba, nhưng mà Đức Phật thương quyết, Ngài nói rằng hãy dâng cúng để chư tăng phước nhiều hơn. Và đến lần thứ ba như vậy thì bà miễn cưỡng đem bộ y này dâng đến 80 vị đại đệ tử của Đức Phật, 80 vị đại chứng đạo thanh tăng. Nhưng mà các vị thanh tăng này đã hiểu ý của Đức Phật, Đức Phật mà không nhận thì mình là đệ tử dám nhận hay sao? Cho nên 80 vị đại đệ tử này cũng không có nhận và chỉ qua vị khác. Bởi thế từ hàng trưởng lão ở trên mà chỉ xuống thì các vị thánh tăng, rồi các vị hữu học, rồi từ từ xuống đến các vị phàm tăng, tức là các vị lớn, nghĩa là hiểu biết ý nghĩa của Đức Phật cho nên không dám nhận. Và khi truyền tay nhau thì cứ từ từ và đến người cuối cùng, đây là một vị tỳ khưu mới tu. Vị tỳ khưu này mới tu, còn trẻ, thấy rằng từ ở trên mà đưa xuống dưới không ai nhận, như vậy ý nghĩa của bộ y này có ý nghĩa thế nào?
thì cái vị tỳ kheo trẻ tuổi đó, mới tu đó, tên là Achita, vị này có nhân duyên, nghĩ rằng không ai nhận thì mình nhận, mình là người cuối cùng rồi, ai cũng chê, ai cũng không nhận, thì mình là người nhận xứng đáng, bởi vì thật sự mình không giành giật mà từ ở trên nó truyền xuống, mà mình là người cuối cùng. Vị tỳ kheo Achita thọ lấy bộ y, khi cầm lấy bộ y như vậy thì bà Di Mẫu Ma Gotami buồn. Các cái vị thánh tăng, các vị trưởng lão đức cao trọng vọng mà còn không nhận, đây là một vị sư mới tu trẻ tuổi mà lại nhận bộ y như thế này, mình thiếu phước và ta buồn, và buồn, và cái buồn như vậy thể hiện qua buồn rầu sầu khổ. Thì Đức Phật hiểu ý, kêu lại nói đừng có nên buồn, sự việc không phải chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Rồi Đức Phật muốn giải tỏa cái sự buồn rầu sầu khổ của Di Mẫu Vô Tầm Bì, mới bảo Ngài Ananda đem cái bình bát tới. Ngài Ananda theo lời Đức Phật đem cái bình bát tới, và Đức Phật thảy lên hư không nguyện rằng, trước khi thảy lên hư không, Ngài nguyện rằng bình bát này chỉ có mình vị tỳ kheo trẻ Achita đó nghĩa là tìm ra rồi, còn ngoài ra trong cái hội chúng này dù có thần thông thế nào đi nữa, nhưng mà cái bình bát này chỉ có một mình vị tỳ kheo trẻ đó tìm ra mà thôi. Khi mà Ngài phát nguyện như vậy xong, thấy cái bình bát lên hư không và bình bát biến mất. Khi mà bình bát biến mất rồi á, để giải tỏa sự đau khổ của Di Mẫu Vô Tâm Mì, thì Đức Phật mới bảo này, trong hàng đệ tử của Như Lai, những vị có thần thông, những vị không có thần thông, hãy nghe lệnh Như Lai đi tìm kiếm cái bình bát này đem về lại cho Như Lai. Và thế là các vị đại trưởng lão tuần tự ha, chứ không phải là số bộ ha, các vị tuần tự theo Hạ Lạp từng vị đi kiếm cái bình đạt, dù là thần thông đệ nhất như là Ngài Kalana, Ngài Mục Kiền Liên, dùng thần thông biến mất tại chỗ, các vị thì đồn thổ, các vị thì thăng thiên, đủ hình thức, nhưng mà dù có thần thông cách mấy rồi cũng về báo cáo Đức Phật bạch Đức Như Lai, chúng con không tìm thấy cái bình bát. Tương tự từng vị về báo cáo như vậy. Rồi tới cái vị cuối cùng, Đức Phật Ngài mới nói này, Achita, người hãy đi tìm cái bình bát cho Như Lai. Vị này mới tu đâu có thần thông bay nhảy gì. Vị này nhìn các vị khác dùng thần thông biến mất tại chỗ thăng thiên độn thổ, thấy ơn lành quá, mà mình thì mới tu chẳng biết cái gì, mà bây giờ Đức Phật bảo đi kiếm mình bác, trời ơi luôn quá trời nhé. Vị này theo Phật lệnh, bây giờ Ngài bảo mình không đi kiếm không được, không có cái dựa vào cái sự tu tập mà coi như không thành công của mình, tức là chưa có đạt được cái gì hết, còn phạm. Nhưng mà Phật lệnh thì vị này mới ra đứng giữa sân á, mới phát nguyện con nhận cái bộ y này không phải vì tấm lòng ham muốn tham lam, mà con nhận cái bộ y này bởi vì từ trên xuống dưới không ai nhận, con nhận với mục đích là cúng dường đến Đức Như Lai, chứ không phải con nhận để làm sở hữu riêng tư. Với sự chân thật này, xin cho cái bình bát xuất hiện trên bàn tay của con. Và sự chân thật nguyện lực của vị tỳ kheo Achita mới tu có 7 ngày ha. Vị này phát nguyện như vậy thì tự nhiên cái bình bát ở trên hư không nó rớt xuống ở trên tay.
À, bà Gotami dì mẫu nhìn thấy một cái hiện tượng lạ lùng. À, chứ ông tỳ kheo trẻ này ông đâu có dùng thần thông, đâu có bay nhảy thăng thiên độn thổ gì, ông đứng một chỗ mà Bình Bát xuất hiện ngay liền. À, bà ta nó phát sinh cái niềm tin, rồi từ cái niềm tin đó Đức Phật biết được tâm tư của dì mẫu Gotami và mới thổ thi. Cái vị tỳ kheo này không phải là một vị tỳ kheo tầm thường, vì cái chủng tử tức là vị này đã hành pháp Ba La Mật trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, để rồi bây giờ đúng chu kỳ Như Lai sẽ thọ ký cho vị này sẽ thành một vị Phật trong cái hiện kiếp này, tức là trong cái kiếp của trái đất này. Đó là Đức Phật Maitreya. Tức là cái vị tỳ kheo này đã đầy đủ những pháp Ba La Mật và bây giờ nhân duyên được Đức Phật Gotama thọ ký, thì cái ý nghĩa đầu tiên ha là cá nhân tuyển thí bà Gotami dâng cho Đức Phật đi, nhưng mà Đức Phật không nhận, bảo dâng đến chư tăng phước nhiều hơn, đúng vào ngày rằm tháng 10. Đó là cái lễ thọ ký cho vị tỳ kheo Achita trở thành một vị Phật trong tương lai có hồng danh là Maitreya. Thì ý nghĩa thứ nhất là lễ thọ ký một vị Bồ Tát sẽ trở thành một vị Phật, đó là ngày rằm tháng 10 ha. Rồi cũng rằm tháng 10 này, ý nghĩa thứ hai là cái ngày mà cái sứ mạng của những vị tăng phải có trách nhiệm hoằng trì giáo pháp, tức là tác Như Lai sứ, hành Như Lai sứ thay thế Đức Phật để đi truyền bá giáo pháp. Thì chúng ta biết rằng cái bài kinh chuyển pháp luân trong bài kinh chuyển pháp luân Đức Phật đã tuyên thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như, và trong năm anh em Kiều Trần Như thì ngài Kiều Trần Như là người chứng đắc thánh quả đầu tiên. Bốn vị khác sau khi nghe không riêng gì bài chuyển pháp luân mà qua cho bài vô ngã tướng kinh, thì khi đó mới chứng đắc được thánh quả A La Hán. Tức là lúc đó trên thế gian này đã xuất hiện 6 vị A La Hán, tức là Đức Phật là một và 5 anh em Kiều Trần Như. Khi mà đã có 6 vị xuất hiện trên thế gian này thì Đức Phật mới bảo với những vị này, vì lợi ích, vì thương tưởng, vì hạnh phúc của thế gian, hãy đem cái giáo pháp này truyền bá đến những người khác. Và thế là ngài Xá Lợi Phất thì khi đó còn là đệ tử của ông Sanh Thị Giá, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liền Liên là hai vị rất là nổi tiếng của đạo sĩ Sanh Thị Giá, nhưng mà thấy giáo pháp của đạo sĩ Sanh Thị Giá không đem lại lợi ích, cho nên mới tự đi tìm sự thật. Và khi đi tìm sự thật thì gặp ngài A Sạch Chí. Ngài A Sạch Chí là một người hữu duyên, cho nên ngài Xá Lợi Phất với cái tướng mạo với cái sở học của mình đã nhận diện ra ngài A Sạch Chí là một con người rất phi phàm, và đã đi theo để rồi hỏi ngài A Sạch Chí cái sự giác ngộ, sự tu tập như thế nào để đem đến sự an vui tuyệt đối. Thì ngài A Sạch Chí mới nhìn cái cốt cách của ngài Sariputta và hiểu rằng đây là một vị đại trí tuệ, cho nên ngài A Sạch Chí thì tóm tắt về thông mà hệ túc bảo và tức là các pháp phát sanh lên bởi một nhân, và cái nguyên nhân đó
bậc Đại Sa Môn Gotama đã chỉ bày một cái câu rất là ngắn gọn ha. Nhưng mà Ngài Sariputta chỉ nghe có cái phần đầu tức là các pháp phát sanh lên bởi một nhân là chứng, đã chứng đắc thánh quả tu đạo quả. Và rất là tôn trọng Ngài A-sa-chi, rất là tôn trọng Ngài A-sa-chi. Trong cái đời sống dầu sau này trở thành một cái vị A-la-hán, đã là một vị thượng thủ tinh văn chánh tay mặt, là một vị tướng quân chánh pháp. Nhưng mà Ngài Sariputta luôn luôn thể hiện tôn kính với Ngài A-sa-chi. Có nghĩa là trong cái đời sống hiện tiền, mà khi biết rằng Ngài A-sa-chi ở hướng đông thì quay đầu về hướng đông trước khi ngủ đảnh lễ, quay đầu về hướng đông đảnh lễ Ngài A-sa-chi. Bởi vì Ngài A-sa-chi đã đem lại sự bất tử cho Ngài Sariputta. Đó là một cái điều mà tuyệt vời ha. Và Ngài Sariputta đã đem cái bài kệ này về trình bày lại cho Ngài Moggallana, là một người bạn rất là thân. Ngài Moggallana khi nghe trọn vẹn bài kệ này với chứng đắc thân quả Tu Đà Vật, và hai người này tri ơn đến thầy của mình, tức là đạo sĩ Sanjaya, chủ thầy của mình. Hôm nay Đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, giáo pháp đã xuất hiện ở thế gian, và Tăng Bảo cũng đã xuất hiện ở thế gian. Thỉnh thầy hãy cùng chúng con đến với bậc đạo sư. Nhưng mà ông Sanjaya này là một người đạt kiến, mới nói một câu thế này. Đây là một câu nói bất hủ. Trên thế gian này, người ngu và kẻ trí, các con hiểu như thế nào? Người ngu nhiều hay là kẻ trí nhiều? Và bạch thầy, kẻ trí thì ít mà người ngu thì nhiều. Và ông ta phán bảo một câu: thế thì những cái người ngu hãy để lại cho ta, còn những bậc trí hãy theo Sa Môn Gotama, các người hãy đi đi. Đó là một cái sự từ chối sự thật ha. Muốn làm một bậc đạo sư, muốn làm một cái vị giáo chủ, nhưng mà vị đạo sư, vị giáo chủ này cai quản những cái nhóm mà tà kiến, ngu si, mù đuôi, không thấy sự thật. Và thế là Ngài Sariputta và Ngài Moggallana đã từ bỏ cái giáo pháp của đạo sĩ Sanjaya, đi về với Đức Phật. Rồi trong số đệ tử của Ngài, của đạo sĩ Sanjaya, 250 người đã đi theo với Ngài Sariputta và Ngài Moggallana. Khi mà hội chúng thưa vắng thì đạo sĩ Sanjaya cảm thấy buồn rầu sầu khổ và học máu ra tại chỗ, không biết chạy xong thế nào thì chuyện này thì không rõ, nhưng mà tức ước quá học máu tại chỗ. Trở lại vấn đề là khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đến với giáo pháp cùng với 250 người tức là hội chúng của Ngài Xá Lợi Phất 250 người, hội chúng của Ngài Mục Kiền Liên cũng 250 người, tức là thành một cái đoàn mà gồm có tất cả 500 người, 500 người tùy tùng đến tu với Đức Phật bằng cái hình thức Ehipipu, Nhưng mà trở lại vấn đề này là khi mà 5 vị A-la-hán này xuất hiện trên thế gian, tức là nhóm Kiều Trần Như ha, nhóm Kiều Trần Như thì cũng đúng cái lúc đó một cái vị công tử rất là giàu có, mà vị công tử này thì quý vị biết rằng tên là Yasa. Công tử Yasa do người mẹ của mình, tức là Suchata, đây là một đứa con thừa tự, tức là cái nàng Suchata này thấy một cái cây đại thọ và nghĩ rằng cây đại thọ này linh thiêng, đến nguyện với cây đại thọ đó, xin ông thọ thần ở đó cho thì có được
một môn đăng hộ đối, có được một cái chàng trai biết yêu thương vợ, và sau này có được một đứa con trai đầu lòng với sự khấn nguyện như vậy. Rồi nàng Sujata làm lễ cúng dường cho vị thọ thần ở đó hàng năm. Và do cái sự linh thiêng hay là do cái phước của nàng Sujata không biết, và đã thành tựu kết quả, tức là khi mà đã có được một người chồng xứng đáng môn đăng hộ đối, khi có được một đứa con trai đầu lòng, thì nàng Sujata rằng: ô, vị thọ thần này linh thiêng quá, ta phải đi trả lễ. Và thế là kêu cái nàng tỳ nữ Punya, kêu nàng tỳ nữ Punya hãy ra quét dọn cái gốc cây đại thọ đó. Hôm nay ta sẽ là tế lễ một cách coi như là trang trọng thành kính. Nàng Punya này cầm chổi sáng sớm ra quét dọn gốc cây đại thọ. Nhưng mà khi ra gốc cây đại thọ thì thấy Đức Bồ Tát ngồi đó. Đức Bồ Tát sau khi 6 năm tu tập và cảm thấy cái sự thật không nắm bắt được, tức là đã chọc trời vì ngài đã khổ hạnh trong 6 năm, một ngày chỉ ăn một hộp mè, thân sức nó khô kiệt, không thể đưa bàn tay nắm bắt được chân lý. Và khi mà coi như mệt mỏi muốn đứng dậy, ai ngờ đưa cái bàn tay chống cái đầu gối thì lại ngã quỵ xuống, sức lực đã tiêu tan. Khi mà ngã quỵ xuống như vậy rồi thì Đức Vua Trời Đế Thích mới xuất hiện làm một nhạc công và đếm một cái đàn xuống gãy lên để Đức Bồ Tát thấu hiểu cái sự thật nó nằm ở chỗ nào. Tức là trong 3 dây đờn, một dây đờn căng quá vừa để phím vào thì cái dây đờn đó nó đứt đi, dây đờn thứ hai thì nó trùng quá, coi như đưa cái phím vào đó nhưng mà không phát ra âm thanh, và còn lại cái dây cuối cùng không trùng không căng. Chính không trùng không căng như vậy cho nên âm thanh nó phát ra du dương trầm bổng. Đức Bồ Tát ý thức được rằng sự tu tập của chúng ta 6 năm trời căng quá, khổ hạnh quá, giống như cái giày mà vừa để cái phím đàn vô đã đứt. Cho nên Đức Bồ Tát từ bỏ cái ý định khổ hạnh, chấp nhận con đường trung đạo, tức là cái dây đờn ở giữa không trùng không căng. Và Đức Bồ Tát trên con đường đi ra bờ sông để tắm rửa, mệt mỏi mới dừng lại nơi cái gốc cây đại thọ đó. Không ngờ khi ngồi nghĩ mà ở dưới gốc cây đại thọ thì cái nàng tỳ nữ Punya này đã xuất hiện và mừng quá về báo với chủ của mình nàng Sujata: thưa chủ, thọ thần đã xuất hiện để nhận lễ vật của chúng ta. Nàng Visakha mừng quá: ồ thôi được rồi, từ nay trở về sau ngươi không còn là tỳ nữ nữa, mà ngươi sẽ là con của ta, từ bỏ cái giai cấp mà coi như tỳ nữ để trở thành một người con của nàng Sujata. Và thế là hai mẹ con bưng cơm đề hồ trên một cái mâm vàng để dâng cúng cho vị thọ thần. Nhưng không ngờ đó chính là Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát im lặng nhận cái số vật thực đó, và người ta cảm thấy thỏa mãn. Vị thọ thần đã xuất hiện và nhận cái lễ phẩm, họ hoan hỷ trở về. Mến chào huynh Pháp Hữu, huynh Pháp Hữu vừa đếm được Pháp Hội. Xà thù. Hôm nay huynh Pháp Hữu sẽ trình bày đề tài niệm thân, và chúng ta sẽ đến với huynh Pháp Hữu ha. Còn ý nghĩa ngày rằm tháng 10, chúng tôi sẽ có cơ hội sẽ trình bày tiếp.
Xin mời huynh Chánh Ngộ nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Con xin đọc bài Thỉnh Giảng Sư. Ma cha lo ca thi pa ti sa ham pa ti ca tan cha li an thi wa rang aya cha tha san ti tha sa ta pa ra cha kha cha ti ca de se tu tham mang anu cam pi mang pa chang sa tham ma phê rin vinayan cha ca yang su tan cha ban thang a phi tham ma cha mang A cô ta yàn tô cha tu sắc cha đàn đàng pa po tha nê ye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nhà con kính nhường mít lại cho chú Pháp Hữu. Dạ, cảm ơn Vinh Chánh Ngộ, con kính lễ Sư Trí Đức. Kính chào quý anh chị, không biết quý vị có nghe rõ. Dạ, xin cảm ơn chị Nguyên Tuệ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Để hôm nay thì theo lời đề nghị của Sư Trí Đức tuần rồi, chúng tôi bắt đầu buổi chia sẻ Phật Pháp sớm hơn khoảng 30 phút. Trong suốt 10 năm qua thì chúng tôi chỉ bắt đầu từ khoảng bên này là 6 giờ rưỡi, tức là 5 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Bữa nay thì đi làm sớm hơn một chút, khoảng 30 phút, tức là bắt đầu giờ Úc, bên Perth là 6 giờ sáng và ở Việt Nam là 5 giờ sáng. Và cũng xin thưa Sư Trí Đức và quý anh chị là chỉ trình bày khoảng 3 buổi nữa thôi, rồi sau đó chúng tôi phải lên đường đi nhiều nơi. Đầu tiên là đi về miền đông nước Úc thăm cô con gái cũng như thăm đứa cháu ngoại, và cũng là cái dịp để ăn thôi nôi, cháu được 12 tháng. Rồi sau đó trở về thì lại sửa soạn đi Mỹ, đi suốt tháng 12. Nói ra khi chúng tôi đi xa như vậy thì thường thường không có dùng vào Internet, để vào PowerTalk. Chỉ thỉnh thoảng là chỉ là check mail, đi xem mail rồi những cái thông tin cần thiết. Thường thường những cái hoạt động khác ở trên dùng Internet thì hầu như là không có sử dụng. Cho nên cũng xin thưa là cho đến khoảng 3 buổi nữa là chúng tôi xin tạm dừng. Tạm dừng cho suốt cho tới đầu năm dương lịch. Vậy thì lúc đó thì chúng tôi sẽ trở về Perth ngày 31 tháng 12, tức là ăn tới Tây một tháng giêng năm 2020 ở tại Perth. Thì lúc đó sẽ tiếp tục trở lại sinh hoạt bình thường hàng tuần với Rung. Thì để bắt đầu cái buổi nói chuyện và chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Apivademe Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng
rỗi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ về cái cuốn sách mới nhất của ngài Tỳ Khưu Anālayo, quán niệm hơi thở, hướng dẫn thực hành và các bản dịch. Và hôm nay thì chúng tôi xin tóm tắt về chương 2, tức là nói về niệm thân. Thì chị Nhật Quỳnh có đưa ra cái banner đó, cái bản thông báo, thì các anh chị bấm vào đó thì sẽ thấy được tóm tắt cái nội dung của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Bây giờ thì mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên. Các anh chị nào vào được thì xin cho số 1. Đây là cái cuốn sách mới nhất, có tựa đề là Mindfulness of Breathing, A Practice Guide and Translations, bằng tiếng Anh. Chúng tôi tạm dịch là quán niệm hơi thở, hướng dẫn thực hành và các bản dịch. Thì cái tập trung của cốt yếu của cuốn sách này là nói về quán niệm hơi thở. Nhưng mà cái đề tài quán niệm hơi thở cũng có bao gồm nhiều cái chủ đề khác nhau. Và cái mục đích của viết ra cuốn sách này thì Ngài có nói rất rõ trong một cái hàng thứ hai, tức là để đây là một cái hướng dẫn để thực hành. Cuốn sách này nhắm vào để thực hành. Có thể có gai này, có thể hướng dẫn, có thể giống như cái cẩm nang dựa theo cái kinh nghiệm của Ngài Tỳ Khưu Anālayo. Và các bản dịch, translations, các bản dịch ở đây có nghĩa là Ngài có hàm ý muốn nói là ngoài những cái bản dịch về tiếng Pali, từ tiếng Pali mà chúng ta quen thuộc trong nguồn kinh điển Nam truyền, thì Ngài cũng đưa ra những cái bản dịch khác mà có tương đương, có nội dung tương đương, hay là có những cái điểm mà cần phải phối bổ sung vào để chúng ta hiểu biết thêm trong cái nguồn kinh điển A Hàm hiện nay lưu ở trong Hán Tạng. Đó, thành ra có cái nói là cái điểm khác biệt giữa cái phần, bởi vì cái phần cái chủ đề quán hơi thở này là một cái chủ đề rất là phổ thông trong hàng Phật tử chúng ta, nhất là những người đi hành thiền, và rất nhiều, có nhiều cuốn sách, nhiều bài giảng về đề tài này. Nhưng mà đặc biệt ở đây có hai điểm. Thứ nhất là nhắm đến những cái hướng dẫn, những cái để chúng ta thực hành, chúng ta niệm hơi thở như thế nào, không những trong những cái buổi ngồi thiền chính thức mà có thể áp dụng vào trong đời sống. Và cái đặc điểm thứ hai của cuốn sách này là để giới thiệu thêm những cái bản dịch từ những cái nguồn khác, đó là cái nguồn bốn cái bộ A Hàm của Hán Tạng, là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Và đồng thời cũng so sánh đối chiếu với lại những cái bản gốc trong cái nguồn kinh điển Pali.
Chúng ta Phật tử Việt Nam chúng ta thì có lẽ chúng ta đã quen thuộc với nguồn A Hàm, bởi vì đã được các ngài cao tăng dịch giả ở Việt Nam dịch ra từ tiếng Hán sang thẳng sang tiếng Việt và đã được phổ biến trên mạng cũng như in xuống sách. Nhưng mà đây là một cái điều tương đối thôi, tương đối mới lạ cho hàng Phật tử Âu Mỹ, bởi vì họ quen thuộc với cái nguồn kinh điển qua Pali, nhưng mà cái nguồn kinh điển Hán Tạng mà dịch ra tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay tiếng Đức tương đối không có nhiều chưa, và cũng còn các ngài cũng còn đang tiếp tục dịch chưa hoàn tất ra. Vài cuốn sách này viết bằng tiếng Anh, xuất bản ở bên Anh Quốc, là cái mục tiêu của ngài nhắm đến cái hàng độc giả ở Tây phương nhiều hơn là những Phật tử ở Á Đông mà chúng ta quen thuộc với cả hai nguồn. Nhưng mà chúng ta đọc cũng hay, bởi vì mặc dầu ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, mặc dầu cũng biết kinh điển, quen thuộc với những kinh điển Pali và kinh điển tiếng Hán, nhưng mà khi mình đọc như vậy mình thấy cũng có nhiều cái điểm rất là độc đáo và thú vị mà mình không có để ý tới. Ra đây cũng là cái dịp mà để mình học thêm, mình ôn lại những cái điều mình đã biết và đào sâu thêm vào những cái điều đó, cũng như là những cái điều mà mình chưa có biết được. Bây giờ trong cuốn sách này có 10 chương tất cả. Sáu cái chương đầu tiên là ngài tập trung vào cái bài kinh quán niệm hơi thở Anapanasati của nguồn Pali, mà đồng thời ngài cũng có đề cập đến những cái điểm tương đương trích từ tạng A Hàm, nhưng mà ngài không có trình bày rõ ràng mà chỉ là nhắm tới tập trung vào cái bài kinh Anapanasati, bài kinh quán niệm hơi thở có ghi ở trong Trung Bộ Kinh. Và sáu chương đó, sau mỗi chương như vậy thì ngài có cái phần tóm tắt hay tóm lược, và có đưa ra những cái điểm để chúng ta hướng dẫn, gợi ý để chúng ta thử thực tập. Ngài Analayo là một học giả và đồng thời cũng là một hành giả. Ngoài vấn đề nghiên cứu về kinh điển, ngài cũng dành nhiều thời gian để tự hành thiền và đi dạy hướng dẫn hành thiền ở các nơi. Đó là cũng là một cái điểm nổi bật của ngài Analayo, tương đối là hoạt động có nhiều tích cực trong cả hai mặt, mặt về mặt giáo thuyết cũng như là về mặt thực thực hành hành thiền ra. Và đồng thời ngài cũng khách quan và cũng khiêm nhượng, ngài cũng nhấn mạnh là những cái gì mà ngài đưa ra, những cái lời hướng dẫn hoặc những lời bình luận của ngài là chỉ là gợi ý thôi, chứ không hẳn là phải tuyệt đối là đúng hay là chân lý hay là phải mọi người phải theo. Ngài chỉ gợi ý, ngài chỉ nói là ngài gợi ý ra rồi mọi người tự thực tập, rồi có thể uyển chuyển thay đổi thêm bớt gì đó thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Và ngài chỉ đưa ra những cái nhìn riêng của ngài và những cái kinh nghiệm riêng của cá nhân ngài thôi. Thì đó là một điểm mà chúng tôi thấy rất hay. Ngài không có vẻ là bắt buộc người ta phải tin theo. Và trong cái chương đầu tiên mà chúng tôi trình bày hôm trước đó, niệm và hơi thở, thì ngài chỉ nói tuy là một cái chương mở đầu, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của chúng tôi khi chúng tôi đọc cuốn sách này và thử thử thực hành thì đấy là rất quan trọng. Nhiều khi chúng ta cứ không có để ý đến bước sửa soạn, chúng ta nôn nóng hay là hối hả, chúng ta muốn hành thiền là muốn cho kết quả ngay, rồi không có để ý cái bước 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 đầu tiên này, bước sửa soạn rất quan trọng. Chúng ta sửa soạn tâm ý như thế nào, thân như thế nào, tâm như thế nào, cái thái độ chúng ta như thế nào, tinh thần chúng ta như thế nào. Thì nếu mà chúng ta sửa soạn để ý chừng khoảng vài ba phút thôi, nhưng mà mình phải chịu khó làm sửa soạn như vậy rồi mình bắt đầu hành thiền thì mình sẽ thấy có cái kết quả tốt hơn. Đó là cái lời khuyên của ngài Analayo mà khi chúng tôi áp dụng thì thấy cũng đúng chứ không phải là sai. Rồi bắt đầu chương thứ hai thì ngài nói chúng ta dùng hơi thở để quán thân như thế nào. Chương thứ ba thì nói dùng hơi thở để quán những cảm thọ.
Chương thứ tư thì cũng dựa trên tinh thần niệm hơi thở để quán tâm. Và chương thứ năm thì là nói về quán pháp. Đó là, thì tóm lại chúng ta thấy cái bài kinh quán niệm hơi thở mà nếu chúng ta thực hành xuyên suốt thì có thể bao gồm được cả bốn cái pháp lập niệm, hay là bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Và cái đỉnh điểm của pháp hành thiền trong cái bài kinh quán niệm hơi thở cũng như trong bài kinh tứ niệm xứ hay là tứ lập niệm là đến đến giác ngộ giải thoát, dựa trên việc phát triển bảy chi phần, chúng ta thường gọi là bảy giác chi. Thành thử ra ngài dành cho chương thứ sáu giảng nói rộng thêm về cái bốn các cái chi phần giác ngộ đó, và liên quan dựa trên cái bốn pháp lập niệm để mà phát triển các chi phần giác ngộ như thế nào để chúng ta hướng đến giác ngộ giải thoát. Thì đó là cái mục đích chung của tất cả những người Phật tử chúng ta, mặc dù mình thì còn con đường còn xa lắm, còn nhiều gian nan cực khổ, nhưng mà cuối cùng là mình phải biết cái mục đích tối hậu của mình, mục đích cuối cùng của người Phật tử của mình là như thế nào. Thì chắc lẽ là ai cũng đồng ý là tiến đến giải thoát giác ngộ. Còn đạt đến được đó hay không, là khi nào thì chuyện đó là cái chuyện khác, nhưng mà ít ra mình có thể định hướng được cái con đường đi của mình. Thì đó là nói theo cái nhìn của chúng tôi thì đó là sáu cái chương quan trọng nhất. Rồi từ chương 7 cho tới chương 10 thì ngài bắt đầu đưa ra những cái bản dịch, ngài tìm được tìm những cái bản dịch thì những cái bản trong cái bộ A Hàm của Hán Tạng và dịch ra tiếng Anh để mà giới thiệu với độc giả Tây Phương. Thì đối với mình thì mình đã có sẵn cái bản tiếng Việt rồi, của từ hai nguồn. Thứ nhất là đầu tiên của ngài Hòa Thượng Thiện Siêu và ngài Hòa Thượng Thanh Từ, do ngày xưa là ở Đại học Vạn Hạnh in ra. Chúng tôi có thỉnh về khoảng trong thập niên khoảng 20 năm trước, hơn 20, 30 năm trước. Rồi sau này thì có ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ và ngài Hòa Thượng Đức Thắng có dịch lại một lần nữa, và cũng có đưa lên trên mạng, đồng thời cũng có in thành sách mà chúng tôi cũng có phước duyên thỉnh về. Ra đối với người Việt Nam mình mà nếu mà mình chú ý thì có cái chủ ý thì mình có thể thỉnh được cái bộ đó, hoặc là mình copy về trong máy. Nhưng mà đối với người Tây Phương thì họ không có may mắn như vậy. Cái một nguyên bộ A Hàm của Hán Tạng chưa hoàn toàn dịch ra hết, cũng đang viết dịch trung bộ để trung A Hàm thôi. Trường A Hàm hình như cũng có dịch rồi, nhưng mà tăng nhất với tăng chi thì chưa, tăng nhất với tạp A Hàm thì chưa có dịch ra đầy đủ. Có một số dịch giả, học giả ở Đài Loan cũng như bên Mỹ đang tiếp tục cái công trình đó, cho nên họ cũng chưa có biết được nhiều. Đối với người Tây Phương thì từ chương 7, chương 10 có lẽ mới lạ. Còn đối với mình thì mình có thể dựa vào đó để mình nhìn lại những cái bản dịch tiếng Việt tương đương để mình có thể đọc thẳng được. Thì chương 7 là ngài giới thiệu những cái bài kinh có liên quan đến niệm hơi thở từ trường A Hàm. Chương 8 là trích những bài kinh từ trung A Hàm. Chương 9 là những bài kinh từ tạp A Hàm. Và chương 10 là những bài kinh từ tăng nhất A Hàm. Một cái đặc điểm của bộ A Hàm là chúng ta đọc chúng ta thấy có vẻ không thống nhất. Cái văn phong cũng như cái có thể có những cái chữ dùng và những cái ý niệm, những cái ý ở trong những cái bộ A Hàm đó có thể không thống nhất với nhau. Lý do là bởi vì dịch từ những bộ phái khác nhau. Trong cái quá trình thỉnh kinh từ Ấn Độ về Trung Quốc để mà dịch ra tiếng Hán khoảng vào trong khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch cho tới thế kỷ thứ 10, tức là khoảng 1.000 năm như vậy, có một số vị cao tăng mà chúng ta thường hay biết là trong đó có ngài Đường Tam Tạng, ngoài ra còn nhiều vị cao tăng khác nữa đi đường bộ cũng như đường biển từ Trung Quốc sang Ấn Độ thỉnh kinh đem về. Thì trong cái thời gian đó Ấn Độ đã bắt đầu phân chia, Phật giáo Ấn Độ đã phân chia nhiều cái phái, những cái tông phái, những cái bộ phái khác nhau. Có sách thì ghi là 18, có sách thì ghi là hơn 20 bộ phái, đại khái như vậy. Thì mỗi bộ phái họ có một cái bộ Tam Tạng kinh điển, cũng truyền khẩu thôi, lúc đó là truyền khẩu rồi viết xuống lá bối. Nhưng mà cũng có thể có
Dĩ nhiên là trong cái thời kỳ đó cái phương tiện giao thông cũng như truyền thông không có tối tân như bây giờ, khó khăn lắm. Nói ra những bộ kinh điển đó là không phải là hoàn toàn giống nhau, mà đôi khi phản ánh cái nhìn cũng như cái hiểu cái chủ trương của từng bộ phái khác nhau. Còn các ngài ở Trung Quốc khi sang Ấn Độ thì do phước duyên các ngài gặp bộ phái nào mà các ngài có thể thỉnh được thì các ngài cứ xin đem về thôi. Ra mình thấy mình cũng phải thông cảm cái chuyện đó. Bây giờ mình nhìn lại thì mình đừng có nhìn với con mắt của thời đại bây giờ, với những phương tiện truyền thông bây giờ, mà mình phải hiểu lại cái khó khăn của các vị cao tăng ngày xưa, phải cực khổ gian nan đi qua tới Ấn Độ rồi phải thỉnh đem về những cái bộ kinh mà phải viết ở trên lá bối. Không biết các anh chị nào có thấy được, thấy những cái bản kinh trên viết trên lá bối, lá buông đó chưa, lá cọ, không gọi gọi lá cọ. Nếu chưa thì khi được mỗi khi đi những cái chùa cổ có thể có để xin để xem. Các anh chị nào đi Sri Lanka thì chắc chắn sẽ thấy. Còn ở Việt Nam thì mới mới gần đây thì chúng tôi thấy có một người bạn trên Facebook có chụp hình rồi đưa lên với chị, với lại dẫn đứa con trai đi vào viện bảo tàng để xem, rồi chắc có lẽ tình cờ thấy được chụp ra, chúng tôi có giới thiệu đang đang triển lãm ở ở viện bảo tàng ở Sài Gòn, ngày xưa là Dinh Gia Long, Dinh Gia Long gần chợ Bến Thành, vậy có thể đến đó xem cho biết. Còn nếu không thì chúng tôi còn nhớ là ngày mấy năm trước khi mà đi về miền Tây, ghé qua như là chùa Ao Bà Ôm, chùa Bà Ôm thì phía trước cái chánh điện phía trước ở trong đó các sư có để trong cuốn tủ tủ kiến có những cái bản tiếng bằng viết ở trên là lá cọ, chúng tôi có xin phép được mở ra lấy ra xem và có chụp vài tấm hình. Thì các anh chị nào mà có đi về miền Tây thì có thể vào những cái chùa cổ mà nếu mà đủ phước duyên có thể thấy được, và cũng nên xin phép chư tăng để mà được nhìn nhìn tận mắt những cái bản kinh được viết ở trên lá cọ như thế nào. Còn đi Sri Lanka thì dễ lắm, quan trọng nhất là đi lên cái chỗ Mahatali, tức là nơi mà kết tập kinh điển lần thứ năm trên cái đồi, thì các anh chị có thể trong đó có một cái phòng triển lãm thì có thể thấy, và nếu mà đủ phước duyên có thể có gặp một vài vị chư tăng họ, các vị ấy có thể biểu diễn cho mình xem, ngồi viết nắn nót viết ở trên khắc ở trên lá cọ như thế nào rồi trét mực lên cho in lên trên đó, rất là thú vị. Bây giờ trở lại vấn đề là khi các ngài cao tăng ở Trung Quốc thỉnh kinh từ những cái bộ phái khác nhau đem về Trung Quốc thì các ngài dịch ra tiếng Hán, và cái quá trình dịch đó mình cũng thông cảm, bởi vì lúc đó thì đạo Phật còn mới đối với người Trung Quốc, người Trung Quốc bắt đầu tìm hiểu, thành thử ra khi các ngài dịch như vậy sẽ có những khó khăn khi phải chọn những thuật ngữ như thế nào. Đó thì thật ra mình phải thông cảm cái chỗ đó, và một điều nữa là lúc đó thì người Trung Hoa bắt đầu đã có minh ra bột giấy cũng như kỹ thuật in, cắt ở trên bản gỗ rồi làm ra giấy rồi in ở trên đó. Nghĩa ra sau khi mà quý vị đó dịch ra tiếng Hán xong xuôi thì quý vị không có dự giữ lại, không có thấy được cái bản gốc mà tiếng Sanskrit hay tiếng Pakrit như thế nào để mình so sánh đối chiếu, mà bây giờ mình chỉ thấy được, mình chỉ có được cái bản bản dịch tiếng Hán thôi. Đó là một cái điều tiếc mà mình cũng thông cảm. Thông cảm là bởi vì đa số người người Trung Quốc là không có biết tiếng Phạn, chỉ có những cái vị cao tăng học giả đi qua bên Ấn Độ đi học về thì mới biết, có một số cao tăng Ấn Độ đi hoằng Pháp thì qua bên đó để học tiếng tiếng Trung Quốc trao đổi với nhau, thành ra cũng khó mà gìn giữ những cái bản kinh gốc bằng tiếng 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 Sanskrit hay tiếng tiếng Prakrit, bởi vì lá cọ không có giữ được lâu,
tối đa là khoảng 100-200 năm thôi, sau đó là bị mục nát. Thành thử phải có người biết rành cái tiếng cái tứ tiếng Sanskrit, Phạn ngữ, rồi phải chép đi chép lại, chép đi chép lại như vậy, sự gìn giữ như vậy liên tục thì mới mới có được nguyên vẹn. Nữa ra mình có nhiều cái yếu tố khác nhau, là mà khi mình tìm hiểu thì mình thông cảm, mình hiểu và thông cảm. Thành nữ ra cái bộ Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm là dịch từ những cái bộ phái khác nhau, thì chúng ta nhớ cái điểm đó. Khi mà chúng ta đọc chúng ta thấy có vẻ không có thống nhất thì chúng ta phải hiểu. Và cái điều thứ hai là khi mà dịch xuống rồi thì các ngài dịch xuống bằng cái lối văn viết, còn khi mà tụng truyền khẩu thì tụng bằng cái lối văn nói, văn truyền khẩu. Có cái sự khác biệt như vậy là mình đọc thì mình thông cảm. Rồi đến cái phần cuối cùng là cái phần kết luận và trích dẫn, thế kệ trích ra những cái điểm chính và tóm tắt lại. Và cái phần quan trọng nhất là cái phần hướng dẫn thực hành quán niệm 16 bước, hướng dẫn quán niệm hơi thở. Ở đây thì ngài cũng gọi là ngài tổng hợp lại dựa trên cái bài kinh Anapanasati Sutta, bài kinh lập niệm, ngài mới bổ sung thêm và những cái điểm mà ngài thấy cần thiết từ những cái nguồn A Hàm ra một cái bản, chúng ta gọi là, mà ngài không có nói là ngài sửa kinh, đây là ngài nói ngài chỉ tổng hợp lại thôi, thành ra một cái bản giống như là theo cái nhìn của ngài là vô gồm 16 bước mà có những cái điểm mà ngài bổ sung thêm để mà chúng ta dựa vào đó thực hành. Đó là cũng là một cái gợi ý tốt, chúng ta có thể đọc là thấy chỗ nào hay thì mình giữ lại hoặc là thích hợp cho mình, còn chỗ nào mình thấy còn nghi ngờ hay là mình thấy không thích hợp thì mình để qua một bên. Thì ra cái điều đó là điều quan trọng. Thì ra chúng tôi đây là cái tóm tắt cái nội dung của cuốn sách Quán niệm hơi thở, hướng dẫn thực hành và các bản dịch của ngài Tỳ Khưu Analayo. Bây giờ thì chúng tôi cái lần này thì không có đủ thời giờ, với làm như không có chưa có đủ hứng thú để mà dịch toàn bộ nội dung của từng chương như là những cái cuốn sách trước, mà chỉ trình bày tóm tắt thôi. Trong thời gian tới nếu mà có đủ duyên chúng tôi sẽ trở lại và đọc kỹ hơn và sẽ dịch ra. Nhưng mà bây giờ thì chưa ra từng chương, chỉ có thể đọc rồi trình bày những chia sẻ những cái gì mình biết thôi. Bây giờ thì bây nay thì hầu như là bên này hệ thống đường truyền còn một vài cái trục trặc, thành ra là đôi khi không có vào được cái trang web. Dạ, mời các anh chị sang cái hình tiếp. Hình tiếp này chúng tôi có trình bày nhiều lần rồi, nhưng mà chúng theo cái nhìn của mình thì nó rất quan trọng. Thế ra mình cứ ôn đi ôn lại thôi. Các anh chị vào được chưa? Cái bài kinh lập niệm Anapanasati Sutta có liên hệ với cái bài kinh Satipatthana Sutta, bài kinh hai cái bài kinh, một cái là niệm hơi thở và bài kinh lập niệm, là hai cái bài kinh căn bản mà theo cái nhìn của chúng tôi là chúng ta cần phải biết. Ngoài ba cái bài kinh mà chúng tôi có nói đi nói lại nhiều lần, ba bài kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng sau khi thành đạo, tức là kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Lửa Cháy, ba bài kinh đó chúng ta cần phải quen thuộc, tóm tắt những cái điểm căn bản, những cái điểm thiết yếu cốt lõi của đạo Phật, của một cái người đi thực hành theo cái con đường Đức Phật đưa ra. Thì để thực hành pháp thành thiền hay là để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần phải biết thêm hai bài này nữa. Thứ nhất là bài kinh lập niệm hay là bài kinh tứ niệm xứ, Satipatthana Sutta, và thứ hai là bài kinh Anapanasati Sutta này. Dầu cho chúng ta hành pháp nào đi nữa thì cái quán niệm hơi thở cũng là cái điểm chính, tích hợp cho tất cả mọi căn cơ. Rồi sau đó chúng ta có thể hướng tâm vào những cái đề mục khác nhau hay là những cái pháp hành khác nhau. Nhưng mà bắt đầu thì theo cái nhìn của chúng tôi là chúng ta nên bắt đầu bằng niệm hơi thở.
nhiên là sau đó chúng ta có những cái pháp niệm khác, chẳng hạn như có 10 pháp tùy niệm khoáng tưởng mà chúng tôi ở trong cái bài kinh Giramananda đó, mà chúng tôi cũng có trình bày nhiều lần trong cái cuốn sách nói về làm sao chúng ta tỉnh thức đối diện với bệnh tật và cái chết. Trong đó ngoài cái niệm hơi thở thì chúng ta có chín cái pháp niệm khác, pháp quán tưởng khác nữa cần phải biết. Mà tập trung lại pháp niệm hơi thở cũng là một trong cái 10 đề tài đó, đề tài đây là đề tài số 10 ở trong cái bài kinh Giramananda đó. Và tiện đây thì chúng tôi cũng xin thông báo luôn là dựa theo những cái bài nói chuyện về kinh Giramananda và 10 cái đề tài quán niệm hơi thở, xin lỗi, 10 đề tài để mà quán lựa tưởng, chúng ta tập làm quen trong cái đời sống để áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì chúng tôi có dịch ra cái phần kết luận của cuốn sách đó thành ra một tập cẩm nang, cẩm nang 10 pháp quán tưởng dựa theo cái bài kinh Giramananda. Và tập sách này tương đối mỏng thôi, chừng khoảng 70 trang, và đã được giấy phép xuất bản Ấn Tống, và sẽ và đang tiến hành xúc tiến để in ra, có thể là sẽ gửi đến các anh chị trước Tết cho chị trong nước. Ở nước ngoài thì cũng chưa biết sao, chúng tôi chưa có kế hoạch. Rồi sau Tết thì nếu đủ nhân duyên thì chúng tôi sẽ về Việt Nam thăm nhà, có thể làm những cái chuyến đi tham quan ở Sài Gòn, ở miền Nam, rồi ra miền Trung ở Đà Nẵng và có thể Hội An, rồi sau đó sẽ ra Hà Nội một tuần lễ đi xem thắng cảnh ở Vịnh Hạ Long hoặc là một vài điểm khác, và có thể trong trong cái dịp đó chúng tôi sẽ những tổ chức những cái buổi họp mặt gặp gỡ để mà trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nếu có những cái thông tin chi tiết nào khác thì chúng tôi sẽ thông báo sau, ở đây chỉ nói trước như vậy. Nói tóm lại là có thể tháng tới là chúng tôi hoàn tất việc ấn tống in xong cái tập sách 10 pháp quán tưởng dựa theo cái bài kinh Giramananda mà chúng tôi trình bày nhiều lần trong room này, để gửi đến các anh chị nào có ý muốn tìm hiểu hoặc là đang hành thiền đấy, bởi vì đây là phải cái tập sách lý thuyết mà là muốn cẩm nang hướng dẫn để chúng ta hành thiền 10 cái thực hành 10 pháp quán tưởng như thế nào. Bây giờ trở lại vấn đề ở đây là hai bài kinh chúng ta cần phải làm quen và tìm hiểu, và nếu không nhớ hết thì ít ra chúng ta nắm được những điểm căn bản. Đó là bài kinh về bốn pháp lập niệm Satipatthana Sutta, rồi đến bài kinh quán niệm hơi thở mà chúng tôi trình bày đang và sẽ trình bày trong những cái tuần tới. Thì bắt đầu cái bài kinh Satipatthana, bài kinh lập niệm, chúng ta soạn ra một cái biểu đồ như thế này, mà từ khoảng nhìn lại thì cũng 2 năm rồi có cái trình bày nói đi nói lại nhiều lần mà cảm thấy tâm đắc, thấy tương đối là đầy đủ. Và cái biểu đồ này cũng là dựa theo một cuốn sách khác của ngài Thiền Sư Analayo về pháp lập niệm mà anh Ngân có dịch ra tiếng Việt và có ấn tống ở Việt Nam, con đường thẳng tiến đưa đến giác ngộ. Thì chúng ta theo dõi cái biểu đồ này đi từ dưới lên trên. Đầu tiên Đức Phật khẳng định là bốn pháp lập niệm, là lập niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là con đường trực tiếp đưa đến giác ngộ giải thoát, một con đường thẳng tiến đưa đến giác ngộ giải thoát. Có thể có những con đường khác, nhưng mà có thể có nhiều khúc quanh co, nhiều ngã rẽ, nhưng mà con đường này là con đường thẳng, không có ngã rẽ. Đó là con đường dựa trên bốn pháp lập niệm. Và lập niệm và niệm như thế nào? Thì Đức Phật có khẳng định hay là có đưa ra định nghĩa mà chúng ta cần ghi nhớ là chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, cái nhiệt tâm, tức là phải có sự nỗ lực cố gắng ở trong đó. Thứ hai là tỉnh giác, chúng ta lúc nào cũng phải sáng suốt hiểu rõ về cái bản chất của đối tượng của đề mục. Thứ ba là niệm, niệm tức là chúng ta ghi nhận, ghi nhớ và chế ngự tham ưu, tham và ưu ở trên đời. Phải có đầy đủ bốn yếu tố như vậy thì mới gọi là chánh niệm, mới gọi đúng là cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp.
Thành ra chứ nhiều khi chúng ta hay dùng chung với nhau rồi đôi khi lẫn lộn. Niệm cũng chưa hẳn là chánh niệm. Chánh niệm là phải có gồm có niệm, mà ngoài niệm ra phải có ba yếu tố khác là nghiệp tâm, tỉnh giác, chế ngự tham ưu. Có đầy đủ bốn yếu tố đó thì mới gọi là chánh niệm. Rồi bắt đầu đi vào Đức Phật giảng về phần niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong phần niệm thân thì gồm có niệm hơi thở. Trong cái đó là bốn cái bước đầu tiên chúng ta sẽ nói tới. Nói về những cái sinh hoạt, những cái oai nghi, những cử động đi đứng nằm ngồi như thế nào. Rồi ăn uống như thế nào, chúng ta lúc nào cũng phải giữ niệm và có chánh niệm và phát triển chánh niệm. Rồi cũng tới những cái bộ phận của cơ thể, thấy rõ cái bản chất của cơ thể như thế nào. Và cái cấu tạo của cơ thể theo cái nhìn của người Ấn Độ thời đó là dựa theo trên bốn yếu tố là đất, nước, lửa, gió. Rồi cuối cùng là chúng ta quán chín giai đoạn của tử thi sinh thối. Và mỗi cái đề thì chúng ta phải làm như thế nào, Đức Phật cũng đưa ra một cái chi tiết rất rõ. Mà Ngài Tỳ Khưu Ajahn Lai Vô nói là cũng giống như cái bản nhạc có cái điệp khúc vậy. Mà nhắc đi nhắc lại có cùng chung cái điệp khúc đó. Đó là chúng ta phải quán bên trong bên ngoài, tức là mình quán cho mình xong là mình phải nhìn ra bên ngoài những cái người khác xung quanh cũng như vậy thôi, để mình có một cái nhìn cảm thông, cái thân thể của mình như thế nào hoặc là cái hơi thở mình như thế nào, thì cái người khác cũng vậy thôi, gọi là bên trong là cho mình, bên ngoài tức là những cái người xung quanh những cái mình, rồi mình phải thấy được cái sự sinh diệt, cái tiến trình sinh diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Chứ nó không có cố định, tôi thấy được từ đó mới là cái căn bản để mà chúng ta thẩm thấu vô thường. Vô thường là một trong ba đặc tính của đời sống mà chúng ta phải thẩm thấu, đó là khổ, vô thường và vô ngã. Ai thì cũng đến đến Phật giáo thì thường thường là hay thích bàn luận về vô ngã, không có ngã này kia, nhưng mà khó lắm, rất là khó. Đức Phật rất thực tế, Ngài biết được như vậy ra Ngài giảng chúng ta tuần tự. Đầu tiên chúng ta phải thấy khổ chứ. Khổ tức là những cái gì bất toại ý, chứ không phải là một cái chữ khổ thông thường. Dukkha. Dukkha có nghĩa là bất toại nguyện, không có vừa ý, không thỏa mãn, lúc nào cũng cảm thấy nó bứt rứt, thấy nó có cái gì đó nó không có vui, lúc nào cũng nó làm cho mình không có thỏa mãn lúc nào. Đó gọi là khổ. Hoặc là mình muốn mà không được thì khổ. Rồi mình được mà rồi đó mình nó không có giữ, nó ở lại với mình, nó mất đi, dầu đó là người thân hay là đồ dùng hay là hay cả những cái địa vị trong xã hội hoặc là cái môi trường sinh sống, nó thay đổi luôn luôn, nó không có giữ lại giống như mình, giống như mình mong muốn, thành thử ra nó làm cho mình khổ. Phải thấy rõ được vậy. Nhiều người không chấp nhận, nói bi quan nha, thật sự đó là lạc quan, nó là một cái khách quan, mình thấy rõ thực tế của đời sống. Nó khổ là bởi vì mình không thấy được cái vô thường, nó thay đổi luôn luôn. Và bởi vì nó vô thường mà nó không giống như mình mong muốn thì mới là vô ngã, mình không kiểm soát được. Là cái vô ngã đi sau, chúng ta nhiều khi chúng ta nắm cái cuối cùng mà không thấy nắm được những cái điểm đầu tiên. Theo Đức Phật cũng có khuyên chúng ta là đầu tiên chúng ta phải thấy khổ trước, rồi làm sao phải thấy vô thường. Và trong cái muốn thấy được vô thường thì phải thấy được sự diệt, thấy và chấp nhận. Nhiều khi mình thấy mình không chấp nhận, ngay cái bản thân chúng tôi cũng vậy. Muốn cái gì đó, mình đang dùng cái gì đó cái nó hư, cái nhà hoặc là tự nhiên nó cái điện hay là cái đồ dùng ở trong nhà hư, cái tự nhiên mình bực, bởi vì mình là phàm nhân mà mình chưa thấy rõ. Nhưng mà khi mình nhưng mà mình nếu mà mình có tu học đó thì mình bực bình chút rồi thôi, mình mới bình tâm mình nhìn lại nó, nó là vô thường, nó phải hư thôi. Ngài Ajahn Chah nói rằng khi mình cầm một cái ly nước, một con dầu mới mua về, hoặc là ai đó cho mình một cái ly hay một cái tách, thì mình phải thấy được, trong này nó có cái mầm mống rạn nứt, nó có sẵn những cái đường nứt. Mặc dù bây giờ mắt trần của mình, mắt thịt chưa thấy được, nhưng mà đã có sẵn những cái đường nứt. Một ngày nào đó nó sẽ bể. Mình phải hiểu, mình chấp nhận như vậy. Cũng như cái thứ của mình, hoặc là mình nhìn một cái con mình, vợ mình hay là chồng mình hay là những người thân, cha mẹ, mình nhìn mình thấy đẹp, khỏe mạnh, nhưng mà mình phải hiểu rằng cái cơ thể, những cái tế bào nó đang chết dần,
nó đang suy dần, suy yếu dần dần, rồi cũng sẽ bệnh, rồi cũng sẽ chết, rất là đột ngột. Khi mình phải chấp nhận cái thực tế như vậy, bởi vì khi mình chấp nhận cái, mình thấy được cái sự sinh diệt đó ra, mình mới thấy được cái vô thường. Và muốn thấy được như vậy là mình tập, mình tập ngay cả những điểm nho nhỏ, chẳng hạn như nhìn cái hơi thở. Nhiều khi mình không để ý tới hơi thở, thở ra thở vào, thở ra thở vào, nhưng mình không thấy mỗi cái hơi thở như vậy nó có cái tiến trình sinh diệt của nó, mình phải thấy cho rõ. Nhờ nếu mình thấy được cái được như vậy thì từ đó nó giúp cho mình thấy được những cái chuyện khác. Những cái lời dạy của Đức Phật, những cái hướng dẫn Đức Phật đưa ra rất là sư phạm, thực tế. Nhiều khi không có thực tập rồi mình không thấy được những điểm đó. Và cái bên cạnh sinh diệt đó là mình phải đối với mỗi cái đề mục ở trong bài kinh đó, thì mình phải có một cái sự tỉnh thức liên tục. Đó là cái tiêu chí lý tưởng. Mặc dù cái bản thân chúng tôi cũng chưa đạt được cái sự liên tục này, nhưng mà mình biết mình phải cố gắng. Bởi vì khi mình biết như vậy thì mình mới biết được cái khả năng mà hành thiền như thế nào. Mình không có chủ quan, mình không có cho rằng mình xong rồi. Mình thấy là cái điểm mình không liên tục, và cái sự hiểu biết mình nó, nhiều khi nó đem cái sự suy diễn thêm nữa, thêm mắm, thêm muối vào trong đó nữa. Nó không phải là hiểu biết đơn thuần. Mình thấy cái tưởng của mình nó lợi hại, nó kéo mình đi chỗ khác, hoặc là nó dẫn dắt mình vẽ đủ thứ chuyện, suy diễn đủ thứ, nó không phải là đơn thuần. Khi mình hiểu như vậy thì mình biết được cái khả năng, cái công phu hành thiền mình đã tới đâu, mình tự mình biết thôi. Phải thành thật với chính mình. Một trong những cái điểm mà chúng tôi thường hay tâm niệm mà cũng chia sẻ với bạn bè là tu là phải thành thật, thẳng thắn và thành thật nhìn vào mình. Mặc dù mình không nói ra, những cái mình ngại, mình có tự ái, mình không có nói cho người khác, nhưng mà mình ngồi lại mình phải nên thành thật với chính mình, đừng có tự lừa dối mình. Mình có thể nói dối với người khác, mình nhiều khi đôi khi về vấn đề làm ăn buôn bán hay xã giao hay là chuyện gì giao tiếp gì, khi mình không có nói thật với người khác, mình che giấu cái gì đó. Nhưng mà khi mình ngồi lại với chính mình thì mình phải thành thật với chính mình, cái điều đó rất quan trọng. Chúng tôi có kinh nghiệm riêng cũng như trao đổi với các bạn bạn đạo ở đây thấy rõ như này. Nếu mình không thành thật với chính mình là mình đi sai đường, sẽ đưa ra nhiều cái vấn đề, nhiều cái chướng ngại ghê lắm, tạo những cái nghiệp không rất là đáng tiếc. Không cần phải nói ra, hoặc là không cần phải nói cho với người khác, mình chỉ viết xuống là suy nghĩ thôi. Phải tự lúc nào cũng phải thành thật và thẳng thắn để đánh giá chính mình. Đó là cái điểm thứ ba. Rồi mình không nhờ như vậy mà mình không nương tựa, không chấp dính mắc vào bất cứ một chuyện gì ở trên đời. Tất cả đều là tạm bợ, mình biết như vậy, phải biết. Đó thì đó là bốn cái điểm mà chúng ta cần ghi nhớ khi chúng ta thực hành quán trong cái bài kinh là tứ niệm xứ hay bài kinh lập niệm. Đó là phần về quán thân, sau đó quán thọ. Quán thọ, những cảm giác, thọ đau, thọ khổ, cũng như thọ sướng, cũng như thọ trung tính, chúng ta phải quán như thế nào, thấy được những cái cảm giác, những cái cảm thọ của mình. Rồi cái trạng thái về tâm, cái tâm mình nó vui, hân hoan hay là buồn rầu, cái tâm mình nó thu hẹp, nó chật hẹp, nó rộng mở, khoáng đạt, mình thấy rõ như vậy rồi. Cái tâm của mình, hoặc là những cái tâm sân, những cái tâm ác, tâm bất thiện, cũng như tâm thiện, từ bi, hỷ, xả, mình thấy rõ. Thấy rõ hiểu được tại sao, từ đâu mà nó có, từ đâu sinh ra những cái tâm tốt để mình nuôi dưỡng nó, hoặc những cái tâm xấu mình biết như vậy nguyên nhân tạo ra để mình ngăn ngừa hoặc là mình trừ diệt đi, dựa trên cái tinh thần tứ chánh căn. Rồi cuối cùng là cái đỉnh điểm là quán pháp. Mà trước khi đó thì chúng ta phải hiểu những cái trở ngại pháp ở đây, tức là những cái đối tượng của tâm. Chữ pháp rất là rộng. Cái trạng thái tâm đầu tiên là phải hiểu rõ những cái chướng ngại, không phải chỉ trong cái hành thiền mà trong cái đời sống của mình, năm cái triền cái, năm chướng ngại ngăn che để mình không thấy rõ và đưa dẫn dắt mình sai lạc đi, thấy rõ như vậy. Rồi thấy rõ cái cấu tạo của mình về năm uẩn và sáu xứ, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái tập hợp, cái mà gọi là cái tôi, cái ta,
cái con người chỉ là năm tập hợp đó thôi, và biết được cái thế giới bên ngoài, tiếp xúc bên ngoài qua sáu cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy rõ. Thấy rõ như vậy đấy chi, để mà mình phát triển được những cái yếu tố tốt giúp cho mình đưa đến giác ngộ giải thoát, tức là minh và giải được cái rõ ràng, có một cái trí tuệ và đưa cái tâm mình đến mức độ giải thoát, thì bảy cái mình phải biết. Phải biết ở đây là mình chưa có, nếu là một phạm nhân, hạn như chúng tôi của phạm nhân cũng không có đạt được đâu, nhưng mà ít ra mình phải biết, mình phải nếm chút chút cái hương vị của bảy cái phần nó như thế nào. Và cuối cùng trở lại cái bài kinh đầu tiên Đức Phật nói, và cũng là cái bài kinh, cũng ghi trong cái bài kinh cuối cùng trước khi ngày nhập diệt, là phải thẩm thấu tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, phải thẩm thấu. Mình biết trên cái phương diện tri thức trước, rồi mình thực hành từ từ để thẩm thấu, cuối cùng là phải thấy rõ. Và Đức Phật nói rằng khi mình làm được như vậy thì chắc chắn trong thời gian từ 7 tháng, 7 năm, 7 tháng, 7 tuần lễ tới 7 ngày rồi, là có thể đắc được một trong hai quả cao nhất, tức là quả Bất Lai và quả A-la-hán. Đó là cái nội dung của bài kinh. Và để kết luận thì Đức Phật cũng lặp lại giống như cái phần mở đầu, tức là bốn pháp lập niệm là cái con đường trực tiếp, hay là con đường thẳng tiến để đưa đến giác ngộ giải thoát. Đó là chúng tôi sẽ tóm tắt là cái bài kinh này, để chúng ta ôn đi ôn lại những cái điểm chính. Các anh chị có thể đọc thêm từng chậm chậm, mà có hay có người còn nhớ nhớ cả tiếng Pali, ngay bản thân chúng tôi thì không có biết đâu. Ngay cả bản tiếng Việt mà nói cũng thuộc Lào, được không thuộc Lào, nhưng mà chúng tôi nhớ được cái biểu đồ này, nắm được cái biểu đồ này, thật sự là như vậy. Bởi vì bây giờ thì già rồi, đầu óc không có còn nhạy bén như khi còn trẻ nữa. Cho nên mình cố gắng mình nắm những cái điểm căn bản. Để các anh chị nào còn trẻ, đầu óc còn sáng suốt, trí nhớ còn nhanh nhẹn, thì có thể dựa trên cái biểu đồ này là đọc cái bài kinh bản tiếng dịch tiếng Việt cũng được. Rồi nếu mà giỏi hơn nữa thì tụng theo bằng tiếng Pali. Có người mới vào đạo sau này mà khoe với tôi, mà chúng tôi tin tưởng là nói đúng, là đã thuộc Lào cái bài kinh bằng tiếng Pali. Có người thuộc cả bài kinh chuyển pháp luân bằng tiếng Pali, rồi có nói là có đi hành hương tới nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở Saranath, thì ngồi tụng nguyên cả bài kinh đó bằng tiếng Pali. Mình nghe mình hoan hỷ và mình thán phục vô cùng, ngay bản thân chúng tôi làm không có được. Ngay cả tiếng Việt cũng không nhớ hết, nhưng mà nhớ những cái điểm căn bản. Những điểm căn bản thôi, ra người ta tụng tới đâu thì mình có thể hiểu đang tụng khúc nào, ý nghĩa như thế nào. Cái đó theo cái chúng tôi thì đó là cái điểm quan trọng. Nhiều khi mình nghe chư tăng tụng bằng tiếng Pali mình không biết gì hết, như là vịt vịt nghe sấm vậy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình tìm hiểu cái bản kinh đó, những cái bản kinh mà chư tăng hay tụng trong những cái gì vậy, rồi mình nghe tới nghe lui và nhiều lần. Rồi khi mà nghe chư tăng tụng thì mình đoán được, mình biết được tụng đến khúc nào và khúc đó có ý nghĩa là gì. Rồi khi mình biết được như vậy thì mình hoan hỷ, mình lắng tâm mình nghe rồi mình hoan hỷ theo. Thì cái đó là cái điều quan trọng. Thì là theo kinh nghiệm riêng của chúng tôi là vậy. Bởi vì nếu mình cái khả năng mình dốt tiếng Pali thì không nghe được, mà mình không nghe không hiểu thì tự nhiên cái tâm mình nó chạy lang thang, nó sẽ chạy đi phóng lên những cái chỗ, những cái điểm mà mình cảm thấy thích thú. Ra nhiều khi nhiều người ngồi nghe bàn tay chắp lại như vậy mà cái tâm đi chỗ khác, không có lắng tâm nghe, như vậy thì không có tác động gì hết. Hoặc là có người thì chụp hình, có người thì nói chuyện với nhau, là không để đợi chữ tăng tụng xong rồi xa thú như vậy thôi. Rồi vậy là đủ rồi, cho rằng linh linh thiêng rồi, thật sự là không đúng. Tốt nhất là mình phải thuộc Lào rồi mình lắng nghe, cái đó là lý tưởng. Nhưng mà điều thứ hai, nếu mình không như vậy, đó là trong trường hợp bản thân của chúng tôi, thì ít ra mình tìm hiểu, mình biết được, mình nghe đi nghe lại nhiều lần thì mình biết được mình quen những cái lối phát âm, những cái đoạn kinh tiếng Pali đó. Và khi mà nghe chữ tăng tụng thì mình đoán được, ra tới khúc này, khúc này, khúc này của cái bài kinh này.
Và ý nghĩa nó là như thế này. Khi mình nghe, mình hiểu được, mình đoán được như vậy thì nó cũng là một cái giải pháp tốt. Tự nhiên mình hoan hỷ, cái tâm mình không có chạy theo chỗ khác. Đó là cái kinh nghiệm riêng mà chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Và cái bài kinh Satipatthana Sutta này cũng vậy thôi. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này thì quan trọng là coi như là dựa vào đây là một cái nền tảng để chúng ta tìm hiểu thêm trong cái cuốn sách Quán niệm hơi thở của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Dạ, bây giờ nghe lại chưa? Có chị vào được cái hình này ha? Giống Ngài Analayo, Ngài vẽ ra giống như là cái bậc thang, có 16 cái bậc thang đi từ dưới lên trên. Đó là coi như là 16 bước quán niệm hơi thở chúng ta cần phải làm quen. Chúng ta không cần phải nhớ hết, nhưng mà làm quen. Đầu tiên là chúng ta làm quen, nhớ cái hình ảnh 16 cái bậc thang như vậy, đi từ dưới lên trên. Chị Ngọc Hân có thấy rõ chỗ này. Và chúng tôi cũng có tô bốn cái màu khác nhau, từ màu trắng, màu xanh, màu hồng tới màu lục. Đó, cái ý chúng tôi tô bốn màu khác nhau là để chúng ta biết rằng trong 16 bước này thì chia làm bốn nhóm. Thấy rõ được chỗ này chưa? Thấy bốn rồi, thấy rõ được cái hình, cái màu khác nhau ha. Bốn nhóm, chia bốn nhóm đi từ dưới lên trên. Và bốn nhóm này là tương đương với bốn pháp lập niệm: thân, thọ, tâm, pháp. Thì phía dưới là thân, lên trên là thọ, rồi tâm, rồi pháp. Chúng tôi có vẽ cái cột ở bên tay phải, anh chị thấy được chỗ này ha. Ra mình nhớ, chỗ này mình nhớ, 16 bước chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 bước. Và mỗi nhóm như vậy liên hệ tới một cái pháp lập niệm của Satipatthana Sutta. Thật ra chúng ta có thân, rồi tới thọ, tâm, tới pháp. Cái bài kinh này nó quan trọng là đối với những ai mà thích hợp với pháp quán niệm hơi thở thì chỉ cần theo cái bài kinh này là có thể bao trùm được cả bốn cái lĩnh vực quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp. Và một cái điểm thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nữa là khi mà chúng ta theo dõi hơi thở theo 16 bước này thì hành động của chúng ta như thế nào, chúng ta phải làm như thế nào và thực hiện như thế nào? Rồi chỉ có hai thôi. Hai bước đầu tiên là chúng ta phải biết rõ, có khi dịch là biết rõ, hoặc có khi là nhận biết, tức là biết, chúng ta phải biết, to know, tiếng Anh gọi là knowing. Rồi 14 bước còn lại, từ bước thứ 3 tới 16 là chúng ta phải luyện tập, chứ không phải tự nhiên mà biết được. Phải luyện tập, phải tập. Tập đây tức là học tập, luyện tập, chứ không phải là tập ở trong khổ tập diệt đạo ha. Thì tiếng Hán cũng đôi khi nó cũng rắc rối chỗ đó, nhiều khi đồng âm mà khác nghĩa, đồng âm dị nghĩa. Ở đây tức là học tập, luyện tập, tức là chúng ta phải học, phải luyện, chứ không phải tự nhiên có được. Các anh chị có nắm được chỗ này chưa? Cần nhớ như vậy thôi. Tức là hai bước đầu tiên là tự nhiên chúng ta biết thôi, không cần phải học tập gì hết trơn. Ai cũng có thể biết được, nhưng mà mình phải áp dụng. Nhưng mà từ bước thứ 3 trở đi tới 16 là chúng ta phải tập mới có, chứ không phải tự nhiên là có. Anh Dũng có nắm được chỗ này, chị Tuệ có nắm này, chị Nguyên Tuệ nắm được chỗ này. Tức là 12 bước đầu tiên là biết, từ bước thứ 3 tới bước 16 là phải tập, phải tập thì mới có. Rồi đó là cái điểm mà bao quát mà chúng ta cần phải nắm. Để nói lại, trong cái pháp quán niệm hơi thở dựa theo bài Anapanasati có 16 bước. 16 bước này chia làm 4 nhóm. Mỗi nhóm tương đương với một pháp lập niệm. Tức là chúng ta có nhóm thân, nhóm thọ, nhóm tâm, nhóm pháp. Chúng ta có 4 nhóm. Mỗi nhóm như vậy có 4 bước.
4 nhân 4 là 16. Đi từ dưới lên trên, quán thân trước, quán thọ, tuần tự. Đây là chúng tôi nói theo tinh thần của bài kinh quán niệm hơi thở. Chúng ta đừng có lẫn lộn với những cái bài kinh khác. Ở đây chúng ta nói rằng chỉ trong cái bài kinh này thôi là có 16 bước, chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 bước. Đó là cái điểm đầu tiên chúng ta cần nắm. Cái điểm thứ hai nữa là trong 16 bước này thì hai bước đầu là chúng ta biết, biết ngay, biết rõ. Nhưng có biết rồi chúng ta làm cho nó rõ thêm. Đó hai bước đầu tiên. Rồi 14 bước tiếp, từ bước thứ 3 tới bước 16 là chúng ta phải tập, phải luyện tập, phải học tập mới có được, chứ không phải tự nhiên mà có. Biết và tập. Khi chúng ta đọc bài kinh thấy ngay. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nêu ra như vậy để các anh chị theo dõi dễ hơn. Bây giờ trong cái phần niệm thân của nói chuyện hôm nay thì gồm có 4 bước đầu tiên, tức là biết hơi thở dài, biết hơi thở ngắn, rồi sau đó chúng ta phải tập làm sao để mà thấy được cái cảm giác của toàn thân, và cuối cùng là an tịnh cái những cái hành động về thân, an tịnh thân hành. Có thấy được cái này chưa? Biết hơi thở dài, biết hơi thở ngắn, rồi tập cả có cảm giác toàn thân và tập làm cho an tịnh thân hành, những cái hành động về thân. Thì đó là coi như là quán thân. Rồi sau đó là sẽ tiến lên bước thứ năm, tức là quán vào cái lĩnh vực quán thọ, rồi lên trên nữa rồi quán tâm, quán pháp, và chúng ta sẽ trình bày sau. Nhưng ít ra chúng ta biết trong cái phần về niệm thân dựa theo tinh thần của bài kinh Anapanasati Sutta này thì chúng ta phải biết như vậy. Và 4 cái bước đầu này cũng được ghi ở trong cái bài kinh lập niệm, coi như là đầu tiên trong cái bài kinh lập niệm. Các anh chị khi mà đọc trở lại thì nhớ đầu tiên là quán hơi thở. Thì quán hơi thở trong đó thì gồm có 4 bước này. 4 bước này. Trong khi đó, giờ có nghe rõ chỗ này không? Nếu các anh chị nào mà hồi nãy chúng tôi có nói đến, hoặc là các anh chị đã có theo dõi trong từ trước á, thì cái quán hơi thở là cái đề mục thứ 10 trong cái bài kinh Giramananda. Vachampa có theo dõi chỗ này không? Của Hà có theo dõi nhớ là chỗ này không? Thì cái phần quán hơi thở, cái đề mục thứ 10 ở trong 10 pháp quán tưởng đó thì lại bao gồm 16 bước này. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình thấy được cái sự liên hệ, liên kết với nhau ha. Tức là khi mà mình hiểu và mình hành, hoặc là mình có một cái hương vị, mình nếm được cái hương vị sơ sơ thôi, bởi vì mình vẫn là sơ cơ, vẫn là một phàm nhân, mình hiểu được như vậy. Là khi mà mình thực hành 16 bước của quán niệm hơi thở này, thì trong đó 4 bước đầu tiên đó mình có thể xoay ra áp dụng được ở trong cái bài kinh 4 pháp lập niệm, bài kinh tứ niệm xứ. Và đồng thời mình cũng thấy xuất hiện và có thể áp dụng được trong cái 10 pháp quán tưởng của bà Giramananda. Là mình thấy nó tùy theo cái cơ duyên, cái hoàn cảnh của mỗi người thôi, nhưng mà mình quen thuộc, mình thấy được như vậy. Đó là 4 bước đầu tiên. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp này thì chúng tôi trích cái hình ở trong trong sách, chỉ một cái cô gái hay là một hành giả nhìn thiện mặt thì có vẻ giống phụ nữ hơn, ngồi hành thiền. Và chúng tôi thấy rất hay, đưa ra hai cái hình nhỏ là đang hành quán tưởng như thế nào. Chị Nguyên Tệ thấy được không? Đầu tiên là vẽ cái mũi thôi, cái người đang nhắm mắt hay là khép mắt lại vẽ cái mũi. Và thứ hai là toàn hơi thở, toàn thân. Tức là trong cái phần này, trong cái phần quán thân của 4 bước đầu tiên này thì tập trung lại thật sự chỉ hai điều thôi. Thứ nhất là mình theo dõi mình về cái hơi thở. Thứ hai là cái hơi thở đó được biểu hiện ở đây là một cái mũi, tức là mình đặt tâm ở cái mũi của mình, cái sống mũi của mình, hoặc là ngay cái lỗ mũi, để theo dõi hơi thở ra thở vào, ra thở vào như thế nào. Và thứ hai là toàn thân thể của mình. Theo dõi mình biết được cái toàn thân thể của mình nó nhịp nhàng như thế nào theo cái tác động của hơi thở, thì có hai điểm đó rồi.
Hoặc là bây giờ mình đọc theo cái bản dịch của sư Chánh Thân, sư Indachanda đó, đó là khi thở ra dài vẽ nhận biết tôi thở ra dài, hoặc khi thở vào dài chúng ta nhận biết thở vào dài, trong khi thở ra ngắn vẽ biết thở ra ngắn, hoặc trong khi thở vào ngắn vẽ nhận biết tôi thở vào ngắn. Ở đây cái chữ nhận biết ở đây chị Ngọc Hân có thấy rõ chỗ này không? Nhận biết, nhận biết dài, thở vào dài thì biết dài, thở vào ngắn thì biết ngắn, thở ra dài thì biết dài, thở ra ngắn thì biết ngắn. Thì cái nghĩa là mình thở là mình biết rồi. Mình tới khi ra khỏi bụng bụng mẹ bắt đầu thở không khí rồi. Cho thở tới chết, khi nào mà mình ngưng thở là mình chết thôi. Thành ra mình biết, cái đó là mình biết, ai cũng biết hết. Rồi qua cái bước thứ ba, vì ấy tập luyện, ở đây là chữ tập ở đây. Ngài sư Chánh Thân thêm gọi chữ luyện, tiếng Anh dịch là train, training. Vì ấy tập luyện có cảm giác toàn thân, có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào. Rồi thứ tư là trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra, tức là an tịnh thân hành theo cách dịch của ngài thì ngài Hòa thượng Minh Châu là an tịnh thân hành, còn ở đây là khi làm an tịnh sự tạo tác của thân. Sự tạo tác của thân tức là thân hành, những hành động của thân, tạo tác hành tức là tạo tác. Và ở đây chúng ta thấy có chữ tập luyện, khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở vào. Như hôm trước chúng tôi có trình bày là cái bài kinh quán niệm hơi thở được dịch bởi nhiều người, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh, tiếng Pháp cũng gì có, mỗi mỗi hành giả, mỗi tác giả dịch giả như vậy thì có cái hiểu khác nhau, cái dùng chữ khác nhau. Ở đây chúng tôi thử dùng cái bản dịch mới nhất của ngài Indachanda, ngài sư Chánh Thân, bởi vì sư là người tôi biết sư dịch thẳng từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Đôi khi cách dùng chữ của sư nó có vẻ dài dòng, không có tóm gọn như là bản dịch của ngài Minh Châu và các vị khác, nhưng mà mình có một cái an tâm là sát nghĩa hơn. Rồi rồi mình đối chiếu với những cái bản dịch khác thôi, nhưng mà ở đây mình thử dùng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng sư dịch cẩn thận và sát nghĩa hơn. Và một điều thứ hai, điều thứ nhất là nói về ở trong ngày thì chúng ta có điểm thứ nhất chúng ta nói rồi, tức là chia làm hai phần, hai bước đầu là về hơi thở, hai bước tiếp là về toàn thân. Nắm được chỗ này chưa? Hai bước đầu là về hơi thở, hai bước tiếp là về toàn thân, đó là điểm ghi nhận thứ nhất. Điểm ghi nhận thứ hai á, là biết và tập. Hai bước đầu là chúng ta biết hay là nhận biết, là hai bước tiếp ba và bốn thì chúng ta tập hay là luyện tập hay là tập luyện, chắc nó tự nhiên mà có ra. Khi mà đọc đề các thấy anh chị thấy hiểu ngay thôi, thở ra thở vào, thở ra thở vào, hoặc là mình biết. Để nhận biết những cái cảm thọ là phải thân của mình, phải tự nhiên mà có, phải có tác ý và phải có luyện tập. Rồi một cái điểm rất là thú vị nữa, chỗ này quan trọng này, mà chúng tôi không để ý. Chúng tôi biết được cái bản dịch này của sư Chánh Thân, sư Indachana lâu rồi, sư dịch từ năm hình như 2010, khoảng 8-9 năm rồi. Cho tới năm ngoái khi sư sang Perth, sư sang không có đầu năm nay chứ phải năm ngoái, năm nay 2019 đúng rồi. Đầu năm nay sư có sang Perth, sang viếng thăm Perth, thì tôi tới rồi làm tài xế đưa sư đi chỗ này chỗ kia. Thì trên đường đi như vậy sư có nhắc đến bài kinh này. Và sư nêu ra một điểm rất là thú vị, chỗ này quan trọng. Là bởi vì mình không có biết tiếng Pali, mình không có dốt tiếng Pali. Nhưng mà sư nói là khi sư dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt, sư đọc đi đọc lại, sư thấy cái chỗ này rất hay. Là Đức Phật hay là trong bài kinh nói rằng thở ra trước rồi thở vào sau. Mình có một cái niệm thở ra rồi mới niệm thở vào. Thành ra khi thở ra dài nhận vẻ nhận biết tôi thở ra dài, khi thở vào dài vẻ nhận biết tôi thở vào dài, khi thở ra ngắn biết là ngắn, khi thở vào ngắn chúng ta biết thở vào ngắn. Rồi cũng giống như tập, tức là chúng ta để ý tới thở ra trước rồi mới để ý đến thở vào.
Chị Nguyên Tuệ có thấy được chỗ này không? Nếu mà so sánh những bản kinh khác, những cái bản dịch khác, cũng như những cái bản dịch tiếng Anh chúng ta thấy đó, thì có lẽ theo cái logic á, thì các ngài dịch thở vào trước rồi thở ra sau. Nhưng mà ở chỗ này cái tinh thần của cái sư á, thở vào sau. Rồi sư nói thử, mình thử tập đi, thấy hay lắm, thành ra chúng tôi thử tập đó. Thật sự bây giờ thì cũng chưa quen, bởi vì cái thói quen của mình mấy chục năm rồi, thì mình vào mình theo dõi hơi thở, là mình hít vào rồi thở ra, hít vào thở ra, nhưng mà nó quen rồi. Nhưng bây giờ mình thử dừng lại, mình thử thở ra rồi hít vào, thở ra rồi hít vào, thở ra rồi hít vào, tự nhiên thấy nó hay lắm, như mình thay đổi. Rồi mình thấy cái tâm của mình ấy, nó có một cái phản ứng rất hay. Đó, cái chỗ này mình thử ra, chị Nguyên Tuệ thử tập đi. Cũng như là mình cũng thay đổi, khi mình ăn uống cái gì đó lâu lâu mình cũng phải thay đổi món ăn hay là gì đó, đại khái như vậy. Mình thử tập mình ra thấy nó tạo thêm một cái hứng thú, cái thú vị khi mình hành thiền. Mình thở ra trước, bây giờ mình thở vào mình không để ý, bắt đầu mình ngồi xuống mình thở vào chưa để ý đâu, nhưng mà bắt đầu thở ra là thầy học giỏi. Thở ra rồi thở vào, thở ra rồi thở vào, thở ra thở vào. Nhiều khi nó đi ngược lại với lại cái tiến trình suy tư của mình, mà cái gì nó hơi ngược cái tự nhiên mình chú ý. Mình chú ý đó, ra mình để ý như vậy. Mình phải lâu mình thay đổi để mình đừng có cho cái mình là muốn giao hình thức đó nó về một cái phương diện nào đó để là phá vỡ cái định kiến hay là cái chấp của mình. Đôi khi mình phải làm, nó hơi ngược đời một, nhưng mà nó cũng không có hại, nó không có hại gì, chỉ nó tăng thêm sự thú vị thôi. Sẽ có cái cảm giác khác, mà lúc đầu thấy khó lắm nghe, thở ra là thở vào, thở ra là thở vào, nhưng mà lần lần thấy nó cũng cũng quen, cũng quen, cũng rất là hay. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi tóm tắt và sửa dựa trên cái biểu đồ. Bây giờ thì mời các anh chị trở lại cái phần nội dung của cái bài này, của chương này. Bây giờ theo cái chúng tôi đọc cái phần đoạn kinh đó, hoặc trong khi thở ra dài vì ấy nhận biết tôi ra dài, hoặc trong khi thở vào dài vì ấy nhận biết tôi thở vào dài, hoặc trong khi thở ra ngắn vì ấy nhận biết tôi thở ngắn, hoặc trong khi thở vào ngắn vì ấy nhận biết tôi thở vào. Ngài dùng cái chữ hoặc ở đây nhiều lần đó, bởi vì ngài Tỳ Khưu Anh Chính Đáng ngài rất cẩn thận, thấy trong đó có tương đương với chữ Pali hoặc và qua, tức là vặt quặt. Tức là mình không phải làm hết, nhưng mà mình làm cái này hoặc là mình làm cái kia. Mình theo dõi thở ra dài, hoặc là mình theo dõi thở vào dài. Ra cả hai, như trở lại cái vấn đề đó là mình theo dõi cái thở ra trước thở vào sau, hoặc là mình theo dõi thở vào trước thở ra sau cũng được hết. Chứ không phải là không. Đó tùy theo cái hoàn cảnh hoặc là cái cảnh duyên, cái duyên ngộ của mỗi người thôi. Nhưng mà mình chỉ thử thôi, thử coi như thế cái nào nó hay, cái nào nó giúp cái tâm mình dễ an định, dễ không có chạy đi lang thang thôi. Chứ không có cái một cái điểm bắt buộc phải làm như vậy. Nó có chữ hoặc ở trong đó, ngay cả trong bài kinh. Rồi cái đoạn kế là vì ấy tập luyện cảm giác toàn thân tôi thể thở ra, có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào. Rồi an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra, an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở vào. Thì đó là trong bốn bước của bài kinh quán niệm hơi thở. Thì bây giờ chúng tôi đọc cái phần tóm lược. Để bắt đầu, hành giả tác ý hít một hơi thật sâu và dài. Đây là theo cái nhìn của ngài Tỳ Khưu, nó vô thông thường, tức là theo dõi hơi thở vào trước, một hơi thật sâu và dài, rồi tỉnh thức quan sát hơi thở tự nhiên trở ra ngắn và nhẹ hơn. Tức là cái điều này chúng tôi cũng thường hay khuyên trong những cái buổi thiền cho những người mở đầu. Chúng ta khuyên là đầu tiên là chúng ta ngồi xuống xong xuôi rồi mình hít vào thật sâu, đó là mình cố gắng mình bắt cái hơi thở,
Đó là mình có một cái chủ ý ở trong đó. Hít vào thật sâu, rồi cái mình thở ra ba lần như vậy. Để chi? Để đem cái tâm mình trở về hiện tại, mình để ý. Bởi vì lúc này là cái lúc hơi thở là cái chủ đề, là cái đề mục chính, là cái công việc chính của mình là theo dõi hơi thở. Không có là làm những cái chuyện gì khác. Ít ra trong 5-10 phút hay là 30 phút hành thiền. Thì ra đó là cũng như là một cái trạng thái tâm lý thôi. Đó là mình phải chú tâm, mình thấy như vậy. Theo cái nhìn của Ngài, thì analyzo kinh nghiệm của Ngài là mình hít vào thật sâu, rồi mình thở bua dài. Rồi sau đó mình để cho nó tự nhiên trở lại. Rồi phải khi mà để tự nhiên như vậy thì mình phải có làm sao theo dõi cái tiến trình nó trở lại cái hơi thở tự nhiên của mình. Mình thấy nó từ từ nó trở lại. Mình theo dõi như vậy. Chú ý hít một hơi thật sâu và dài như thế cũng có thể áp dụng khi tâm bị tác động bên ngoài làm sao lãng phóng đi nơi khác. Một hơi thở thật sâu và dài như thế giúp đưa hành giả trở về với hơi thở tại nơi đây và ngay trong hiện tại. Giúp cho thấy sự tương phản của tâm lý, cái tâm hí luận lao sao vừa mới diễn ra. Đó, tức là ngoài cái việc mà đầu tiên đó, mình hít vào ba hơi như vậy để mình đem cái tâm về, để mình nói rằng chú ý cái vào cái hơi thở này. Rồi mình thấy nó từ từ nó trở về cái hơi thở tự nhiên, chứ mình không có bắt nữa. Mình không có bắt cái hơi thở, không có ép cái hơi thở thật sâu, thật dài gì nữa. Rồi trong khi hành thiền, có những khi cái tâm mình nó buồn chán, rồi nó bắt đầu nó suy nghĩ một cái chuyện gì đó, cái tự nhiên mình thấy hào hứng, cái mình chạy theo cái ý tưởng đó. Mình nghĩ đến chuyện là sẽ đi hành hương hoặc sẽ về Việt Nam, hoặc là ngồi đây cái mình nghĩ rồi chút xíu nữa mình sẽ gặp người này người kia, hoặc là chút nữa là mình đi làm sẽ gặp ông chủ, hoặc là mình sẽ tổ chức một cái buổi lễ gì đó. Cái tự nhiên mình thấy hào hứng, mình thấy hứng khởi, mình quên cái hơi thở của mình. Thì khi mà mình giật mình trở lại, mình thấy cái tâm đi lang thang đó. Mình lại hít vào một hơi thật sâu, thật dài, mình thở ra một hai lần như vậy để chi? Để kéo cái tâm trở về, nó chú ý lên, đó là những cái chuyện mơ tưởng hí luận. Cái công việc của mình ngay bây giờ là theo dõi hơi thở. Thì đó là cũng có cái tác động như vậy. Tức là khi cái tâm mình đi lang thang, là khi mình giật mình, mình có thể một cái phương cách đó là mình hít vào một hơi thở thật sâu. Để cũng như để nhắc nhở cái tâm mình là đừng có nghĩ đến cái chuyện khác. Cái chuyện khác là chuyện xa xôi, mà cứ ngay bây giờ, ngay tại đây là cái hơi thở, là cái chuyện, cái công việc chính của mình. Tuy nhiên, khi tâm phóng đi nơi khác, cố ý điều khiển hơi thở như thế lại là một phương cách thô tháo, có thể làm xáo trộn luồng hơi thở nhịp nhàng của hành giả. Trong trường hợp này, phương cách tốt hơn là chỉ đơn thuần nhận biết sự khác biệt của luồng hơi thở đi vào và đi ra, như được mô tả trong phần chuẩn bị sơ bộ, rồi phân biệt hơi thở nào là ngắn hay dài. Tức là ngài Analayo cũng cảnh cáo cái phương cách mà mình cố tình ép theo dõi cái một hơi thở thật sâu và dài như vậy là chỉ trong trường hợp cái tâm đi lang thang hí luận thôi. Mà bây giờ trong mỗi trường chứ không phải là áp dụng được tất cả. Mình phải để ý ở chỗ này, phải khéo léo ở chỗ này. Trong trường hợp mà mình tương đối cái tâm mình an định, nó chỉ nhẹ nhàng phóng ra ngoài một chút là thôi á, nó không có là tạo những cái xáo trộn ở trong tâm, hoặc là mình nó không có làm cho mình cảm thấy lao chao á, nó chỉ nhẹ nhẹ chạy ra ngoài thôi, thì lúc đó mình không có dùng cái hơi thở thật sâu dài như vậy, thì bởi vì nó làm cho nó mất đi cái tiến trình cái hơi thở tự nhiên của mình. Mình cứ để thở tự nhiên như vậy mà cái tâm mình đi lang thang, thì mình nhẹ nhàng mình đưa tâm mình theo dõi cái sự khác biệt giữa cái luồng đi vào và luồng đi ra. Cái sự khác biệt này rất là dễ thấy, và nếu mà mình để ý thì mình có thể dùng đó làm cái đề mục, mình không có chạy đi chỗ khác. Đó là cái kinh nghiệm riêng của chúng tôi, và bởi vì chúng tôi thường hay nói với lại những người bạn thiền sinh là hơi thở là không màu sắc, nó vô hình, nó không có màu sắc, nó không có mùi vị, nó không có hình dáng, và làm sao mình biết là cái hơi thở đi vào đi ra. Thật sự ra là mình không biết hơi thở, mình không thấy được nó. Nhưng mà mình biết được cái sự tác động của hơi thở lên trên cái thân thể của mình. Thì cái đó là mình biết. Chẳng hạn như là bây giờ mình đặt tâm ở ngay cái sống mũi, cái lỗ mũi của mình hít vào, mình thấy nó mát.
mình thở ra mình thấy nó nóng nóng ấm ấm, thở vào nó mát, thở ra nó ấm. À, thì mình biết được cái nhiệt độ như vậy thì mình biết là mình đang thở vào hay thở ra, hoặc là mình thở vào lâu bao nhiêu, mình thở ra thở vào ngắn bao nhiêu thì mình biết. À, do đó mà cái cảm giác cái nhiệt độ thay đổi ở ở ngay cái trong cái lỗ mũi của mình thì mình biết được, như vậy thì mình biết mình thở, tức là cái tác động của hơi thở lên trên cái lỗ mũi của mình. Hoặc là mình có nghe một cái cảm giác nó ngứa ngứa, nhẹ tê tê khi mình thở vào, nó khác với lại cái cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi mình thở ra. Thì cảm giác đó đã giúp cho mình biết là mình thở vào hay thở ra. Hoặc là mình nghe được, mình biết, mình nghe được cái tiếng sột soạt khi cái luồng hơi nó chạm vào trong lỗ mũi. Cái tiếng đó nó khác khi mà thở vào, mà nó khác khi mà nó thở ra, đúng không? À, thành ra chúng tôi mới nói rằng mình không thấy, không biết được cái hơi thở, nhưng mình thấy, mình biết được cái tác động của hơi thở lên trên cái thân thể của mình. À, rồi, rồi mình biết là nó ngắn hay là nó dài. Và cái ngắn cái dài này cũng tương đối thôi, nó là cái khái niệm thôi. Và cái khái niệm mỗi người này là có khác nhau. Cái thở, hơi thở, cái luồng hơi thở người này nó khác cái người kia. Nó không phải bắt buộc là thở thở vào mà nó phải là 3 giây, thở ra nó phải là 3 giây. À, ngắn hơn nếu người nào thở vào 2 giây thì gọi là ngắn, người nào thở ra 2 giây gọi là dài, không phải như vậy. Không có một cái tiêu chuẩn thước đo nào nhất định, đúng không? Mỗi người cái cơ thể khác nhau thì họ có cái thở, cái nhịp thở khác nhau. Và đối với mỗi cá nhân như vậy thì cái ngắn cái dài là cái, một cái khái niệm chủ quan. Không biết chỗ này qua trong ta có nắm được chỗ này không? À, mặc dù mình nói mình ngắn dài nhưng mà không thể nói rằng ngắn bao nhiêu giây mà dài bao nhiêu giây. À, cái đó là cái chủ quan, do đó mà ngài nói là đó là cái khái niệm. Khi mình hiểu như vậy thì khi mình qua những cái điểm khác thì mình cũng dựa trên cái ý tưởng tương tự như vậy. Đó là cái khái niệm riêng của mỗi cá nhân. Concept, individual concept, tức là cái khái niệm riêng của mỗi cá nhân, không ai giống ai hết. Có khi mình bệnh đó, mình bệnh khác, hoặc khi mình chẳng hạn như mình cái tim mình đập liên hồi, mình bị bệnh tim hay cái gì đó, thì lúc đó cái hơi thở ngắn và hơi thở dài của mình nó lại khác nữa. Không phải bắt buộc nó là đúng như vậy. Là cái cảm giác của mình cho nó là ngắn, cho nó là dài thì là những cái khái niệm thôi, riêng của mỗi cá nhân. Nhận định đây là hơi thở dài hay hơi thở ngắn, cũng như các khái niệm khác trong những bước còn lại của quán niệm hơi thở, có thể áp dụng cho một chu kỳ thở, sau đó chỉ đơn thuần ghi nhận trải nghiệm của nhiều chu kỳ thở kế tiếp. Có lẽ đây, ở đây là có ngài có nói là khi mình biết được như vậy, một cái chu kỳ như vậy, thở vào thở ra, thở vào thở ra, mình biết nó ngắn nó dài, chỉ cần nhận biết một hai lần thôi, chứ không phải cứ cái mệnh danh có nhìn nó là à thở vào dài, à thở ra ngắn, thở vào dài, tôi thở vào dài, tôi thở vào ngắn, khá vậy. Mình không có theo dõi nhiều, mình chỉ biết ngay một cái chu kỳ đầu hoặc là hai chu kỳ đầu thôi, rồi mình buông bỏ, mình chỉ đơn thuần theo dõi như vậy, chứ không có lý luận với nó nữa. Cái kẹt của người hành giả đôi khi mình lý luận với nó, cứ đặt tên nó hoài. À, lúc đó mình buông, mình biết, mình nói nó ra, đó là nói thầm trong tâm, à hơi thở dài vào dài, hơi thở ra dài, thở vào ngắn, thở ra ngắn, rồi mình buông. Mình chỉ âm thầm lặng lẽ theo dõi thôi. Sử dụng thận trọng các khái niệm theo cách này sẽ đưa đến nhận thức rõ ràng về tiến trình mà không tạo ra các hí luận phân tâm tạo tác, làm cho hành giả phóng tâm đi nơi khác thay vì thật sự thể nghiệm hơi thở. À, ý của ngài cũng nói như vậy. Chỉ là mình một hai lần đầu thôi, là sau đó mình đừng có lý luận nữa. Tức là cái trong tâm mình, nhiều khi cái tâm mình hay lý luận. À, mình theo dõi, mình biết, mình nhận, à, thở vào, thở ra, đây là thở vào, đây là thở ra, đây là thở dài, đây là thở ngắn. Biết rồi thôi, buông. Mình chỉ âm lặng lẽ theo dõi thôi, chứ không có lý luận tiếp với nó. Tại vì cái tâm mình nó nhiều khi nó quỷ quyệt lắm. À, nó hay dụ mình, dụ dỗ mình để mình chạy, mà bắt đầu lý luận. Quen, bởi vì ra cái thói quen của mình, thói quen của mình là thói quen lý luận, chứ không phải là để cái tâm nó lặng lẽ, nó soi sáng, an nhiên soi sáng. Mình nói thì dễ, nhưng mà làm, các anh chị nào làm sẽ thấy hay lý luận lăng xăng, tìm đủ mọi cớ hết.
là mình phải để ý. Khi mình thấy như vậy rồi là buông, chỉ dặn lẽ mình theo dõi là mình tiếp nhận những cái mình có cảm nghiệm như thế nào, không có mô tả bằng lời nữa, là không có để mô tả bằng lời những cái lời lải nhải trong lâm trong cái tâm thức của mình chỉ biết như vậy thôi. Phương cách tập trung chú tâm dùng trong bước thứ nhất và bước thứ hai để phân biệt rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra sẽ dẫn đến chú tâm nhiều hơn vào toàn thân trong bước thứ ba. Bây giờ qua cái bước thứ ba đó, cảm giác toàn thân. Cái chỗ này là cái chỗ có một vài sự bất đồng của các vị thiền sư. Có người thì nói rằng toàn thân ở đây là toàn thân hơi thở. Tức là bắt đầu là từ điểm đi vào, hơi thở vào, rồi dừng lại, rồi gọi rồi thở ra như vậy thì gọi là toàn thân, cái là nghĩa là toàn thân hơi thở. Thì mình theo dõi mình thấy cũng đúng chứ không phải là không, tức là cái tâm mình chỉ bám chặt vào con đó thôi để mình có cái cảm giác. Rồi cho tới khi mà an tịnh thân hành, tức là cái hơi thở nó ngừng, nó không phải nó ngừng lại mà nó dịu xuống, nó lắng, gần như là không còn theo thấy hơi thở nữa thì gọi là an tịnh thân hành. Đó là một cái nhìn, một cái quan niệm. Một cái quan niệm thứ hai mà chúng tôi thấy theo ngài Analayo cũng như một số các vị thiền sư khác là toàn thân ở đây không có nghĩa là toàn thân hơi thở mà toàn cái thân thể của mình. Tức là sau khi đó là mình thấy được cái hơi thở rồi, mình theo dõi rồi thì qua cái bước này đó là mình có đưa cái hướng đưa cái tâm của mình đó, ghi nhận toàn cái thân mình đang ngồi là thiền ở đây hoặc là mình đang đi là toàn cái thân thể của mình, gọi là toàn thân. Rồi mình thấy mặc dầu mình nói là mình đặt cái tâm vào trong cái lỗ mũi để mà theo dõi hơi thở, nhiều khi cái tâm toàn cái thân của mình cũng có cái phản ứng theo từng hơi thở vào và từng hơi thở ra, thấy được như vậy. Nhiều khi mình ra một cái điều nữa là ngài Ajahn Brahm thường hay khuyên ở đây là tùy theo mỗi hành giả. Có khi mà bắt đầu ngồi thiền thì có người thấy rằng chú tâm đặt tâm ở lỗ mũi thì được, có người thì nó đặt tâm ở cổ họng, thấy nó cái cổ họng lên xuống nở ra, hoặc có người thì đặt tâm ở ngực. Cái ngực mở ra nhịp nhàng, hoặc là có người thì đặt ở tâm ở bụng phồng xẹp, có người đặt cái tâm ở lưng, sống lưng. Nhưng mà có khi mình thấy là không đặt cái tâm chỗ nào hết, mình để toàn cái thân của mình theo dõi, mình thấy rõ ràng cái thân của mình nó phản ứng với cái hơi thở đi vào và phản ứng với cái hơi thở đi ra như thế nào. Các anh chị thử tập, mình thấy mình biết được là lúc đó thì gọi là mình có cái cảm giác toàn thân. Đây là thì theo cái nhìn của ngài Analayo trong cuốn sách này thì ngài giải thích rằng ngài đề nghị là chúng ta lúc đó là chúng ta không có phải đặt tâm ở ngay cái lỗ mũi, là ở ngay cái ngực đó, mà mình theo dõi toàn cái thân của mình phản ứng theo cái hơi thở, tác động của hơi thở. Đó là cái điểm như vậy. Và đó là cái bước thứ ba. Thật ra cái đầu tiên là hai cái bước đầu là mình biết vào, biết ra, biết ngắn, biết dài. Cái thứ ba là mình theo dõi toàn cái thân của mình. Liên kết tiến bộ như thế có thể được dùng để thử nghiệm các cách thức khác nhau của sự chú ý tập trung và nhận thức ngoại vi. Bởi vì làm như vậy rồi thì mình sẽ có cái kinh nghiệm. Đầu tiên là mình chỉ tập trung một điểm thôi, tức là ngay cái sống mũi hay là cái bụng hay là cái ngực. Rồi bây giờ từ đó là mình theo dõi được cả một cái vấn đề lớn hơn, bao quát ngoại vi lên cả cái thân của mình. Thì khi mình qua những cái bước tiếp thì mình sẽ có cái kinh nghiệm như vậy để mình thay đổi đề mục. Đi từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Từ một cái nội tâm ở trong mình, cái điểm ở bên trong mà đi toàn tiến ra một cái đề mục bao quát ở bên ngoài. Tức là mình theo được cái, mình có được cái thói quen này hay là một cái kinh nghiệm như vậy thì mình sẽ làm dễ dàng hơn. Rồi đầu tiên bây giờ mình tập theo dõi cái điểm nhỏ, tức là cái hơi thở ở lỗ mũi hay lỗ thở cái tâm ở ngực trước. Rồi sau đó là mình sẽ ra một cái đề mục rộng lớn hơn bên ngoài, tức là toàn cái thân của mình. Và tạo ra một cái có khả năng hay là một cái kinh nghiệm như vậy để về sau, những cái bước sau mình áp dụng cái tinh thần đó. Đó là cái ý của ngài Analayo.
Với bước thực hành thứ tư, quán niệm hơi thở thứ tư, tức là mình tan an tịnh cái hơi, cái thân hành của mình với hơi thở vào và hơi thở ra. Hành giả cho phép hơi thở và cơ thể càng lúc càng lắng dịu, nhờ đó cảm giác nhẹ nhàng thư giãn lan tỏa khắp cả trải nghiệm toàn của toàn thân. Cảm giác sâu lắng của an tịnh là trải nghiệm thiền trong giai đoạn này, là kết quả của nền tảng đạo đức được xây dựng trước đó, tạo thành đỉnh điểm của bộ bốn đầu tiên trong pháp quán niệm hơi thở. Thì cái ý của Ngài đó là nếu ta ôn lại trong cái phần sửa soạn sơ bộ, tức là mình làm sao đó khi mình ngồi xuống hoặc là trong cái đời sống hàng ngày của mình đừng đừng có tạo nhiều cái phiền não, gây lộn, gây sự hay là tranh chấp này kia, bực bội, buồn khổ này. Bởi khi mình làm như vậy rồi, khi mình ngồi xuống rồi thì mình không có yên được. Thành ra những cái lối sống hàng ngày của mình, đây là một cái sự tương tác bổ cho nhau. Tức là thiền giúp cho chúng ta sống tử tế, nhưng mà chúng ta sống tử tế cũng là giúp cho thiền được được tốt hơn, tốt đẹp hơn. Hai cái điều đó nó liên kết với nhau, bổ sung cho nhau. Là khi mà mình sống đời sống bên ngoài ra, mình có một cái đạo đức ở đây, tức là sống tử tế, đối xử tử tế với mọi người, thì khi mình ngồi xuống mà hành thiền á, mình không có bị cái tối hận hay là tâm sân hận nó che lấp mình. Nó là hai cái triền cái, sân và trạo hối. Không có hai cái triền cái đó, nhất là cái trạo hối nó khó kiểm soát lắm. Rồi cái điều đầu tiên là khi mình sống trong đời sống hàng ngày là cố gắng làm sao sống hiền hòa, hòa hợp, vui vẻ trong lời ăn, tiếng nói, trong sự đối xử. Ngay cả khi mà mình không nói ra mà mình dùng hai ngón tay mình chép ở trong, dùng cái điện thoại thông minh là mình chép này kia, mà cũng nên dùng những cái cách diễn tả, những cái từ ngữ nó hiền hòa, không có tạo những cái phản ứng xáo trộn, gây xáo trộn cho người khác, gây xáo trộn cho tâm mình. Nó giúp cho mình, cái mà thấy nhẹ nhàng là khi mình ngồi xuống rồi thì mình thấy những cái điểm đó nó giúp cho mình, cái tâm mình an định nhanh hơn. Cái điểm đó là cái điểm rất hay. Và cuối cùng trong cái bộ bốn này, tức là niệm về thân, trong bốn bước đầu tiên, cái đỉnh điểm là làm sao cho mình an tịnh cái thân hành của mình. Lúc đó mình cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng, vui tươi, không có rộn ràng, không có nóng nảy bồn chồn. Thì đó là coi như là cái đỉnh điểm. Và chỉ cần như vậy thôi. Chúng tôi cũng thường hay nói thành thật và nói thẳng thắn và nói ra, thì sau khi mà hành thiền được mấy chục năm rồi thì chúng tôi chỉ làm được có nhiêu đó thôi. Tức là cho tới cái điểm mà mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn, tâm mình an vui, bình thản, thì lúc đó cũng khoảng 30 phút rồi, là đủ rồi, một buổi thiền rồi. Thì chúng tôi chỉ có cái khả năng được như vậy thôi, chứ không có đạt đến những cái cấp độ nào khác hết. Nhưng mà mình thấy được như vậy là mình khi mà trở về đời sống thực tế, mình thấy mình sống nhẹ nhàng hơn, hiền hòa hơn, có từ bi hơn, và mình sống nhìn tử tế hơn với tất cả mọi người, và thân thiện hơn với tất cả. Và đó cũng là cái điều mình cần thiết. Mình đối xử với lại những người thân trong gia đình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, mặc dù mình là phàm nhân thì đôi khi cũng nổi sân, đôi khi cũng lớn tiếng, đôi khi cũng thấy nóng nảy, nhưng mà chút rồi thôi. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Bởi vì cái lý tưởng thì lúc nào cũng bình thản khi mình sống trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà khó lắm. Nhiều khi mình không ra, nhưng mà trong đầu óc, trong tâm mình nó nóng nảy, nó khổ sở trong tâm. Nhưng khi mình kiểm soát được cái miệng của mình, hoặc là kiểm soát được hai ngón tay mình không có chết ra, nhưng mà cái tâm mình nó bực lên, nóng lên. Cái quan trọng đó, cái điều đó mình phải chấp nhận, bởi vì mình là còn là phạm nhân thì vẫn còn sân. Nhưng mà cái còn sân và tham. Nhưng mà cái quan trọng là khi là mình biết ngay. Mình biết ngay mình không có tiếp tục, là mình tìm cách làm cho nó dịu xuống. Như chúng hôm trước chúng tôi cũng có tâm sự ở trong trong Facebook đó, là khi cái sân nó nổi lên liền, mình không có kiểm soát được, bởi vì mình vẫn còn là phạm nhân. Nhưng mà cái mình có thể làm được, mình tu tập
Cái khác biệt của người tu tập với người không có tu tập đó là người tu tập không có đổ dầu vào lửa. À, dĩ nhiên là mình không có muốn lửa nó phát ra để làm cháy rừng, nhưng mà nó lỡ phát ra rồi, mà khi mình thấy được rồi, như vậy là mình cố gắng dập tắt chứ mình không có đổ tiếp dầu vào đó. À, mình để ý thì mình thấy, bởi vì nó rất là hay, gọi là gì, nó rất là kích động. À, nó rất là hấp dẫn. À, cái cơn cái sân, cái nóng giận của mình nó có cái tính kích thích ghê lắm. À, cũng như mình ăn ớt vậy, mình là cay, mình thấy nó cay xé, nhưng mà lại muốn ăn tiếp cục nữa. Rồi mình thích cái cảm giác mà. Cảm giác cay, cảm giác nó làm đau cái tê cái lưỡi, là mình thích cái cảm giác. À, rồi mình tiếp tục ăn ớt được. À, thì cái cảm giác về sân nó cũng vậy thôi. À, hoặc là những làm những cái chuyện mà nó kích động. À, nó rất kích thích, thành ra mình cứ muốn muốn bám vào nó hoài, và mình cứ tiếp tục đổ thêm nguyên liệu, để thêm nhiên liệu để cho nó cháy tiếp, cháy tiếp, cháy tiếp như này. À, đó là cái phản ứng tâm lý thông thường của người bình thường. Nhưng mà nếu một người có tu tập thì mình biết cái đó là bất thiện, nó sẽ tạo những cái nghiệp bất thiện, thì mình cố gắng đổ nước vào cho nó mát xuống, hoặc là mình đừng có đổ thêm dầu nữa, để cho nó từ từ nó liệm xuống. Thì đó là theo cái nhìn của chúng tôi, đó là cái sự khác biệt giữa người không có tu tập và người có tu tập. Đó, thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây, coi như là cũng đã hết hết giờ. Nhưng mà hồi nãy đi vào trong room thì có nghe loáng thoáng sự Trí Đức nói bữa nay là ngày rằm, rằm tháng 10. Thì cũng là có, theo cái nhìn chúng tôi là có hai ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa thứ nhất á, mà chắc ai cũng biết, tức là cái ngày cuối cùng của mùa dân y, dân y 1 tháng, sau khi Đức Chư Tăng nhập hạ an cư 3 tháng, từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9, thì sau đó là mùa dân y 1 tháng, tức là từ 16 tháng 9 tới rằm tháng 10. Như vậy thì rằm tháng 10 coi như là kết thúc cái mùa dân y. Không biết các anh chị có theo dõi được chỗ này không? Qua Champa và Quỳnh Dũng. Nhưng mà chúng ta nhân cái đọc đọc cái bài kinh này thì chúng ta cũng nhớ, hôm trước chúng tôi có nói rồi, tức là cũng đánh dấu cái ngày Đức Phật giảng bài kinh Anapanasati Sutta, bài kinh quán niệm hơi thở. Nó liên hệ tới cái chủ đề chúng ta nói chuyện hôm nay rồi, hoan hỷ ha. Và chúng ta cũng nhớ, chúng tôi có nói là trong cái lịch sử kinh điển ghi lại đó, thì thường thường chúng ta biết là Chư Tăng an cư 3 tháng, hoặc là tiền an cư, tức là rằm tháng 6 tới rằm tháng 9, hoặc là hậu an rằm tháng 9, rằm tháng 7 tới rằm tháng 10. Nhưng mà chỉ có một dịp có ghi trong kinh điển là Đức Phật và Chư Tăng an cư 4 tháng, chứ không phải là 3 tháng. Đó là cái dịp mà có cái bài kinh này. Các anh chị đọc lại cái bài kinh Anapanasati Sutta thì thấy được. Tức là đúng cái ngày rằm tháng 10, tức là cái ngày tự tứ, thì Đức Phật quán sát, lúc đó là ngài ở Sawatthi, xá vệ, thì ngài thấy là có những cái vị tân tỳ khưu, tức là có lẽ mới tu được một mùa thôi, có thể là thọ giới trước khi cái mùa an cư, đang tu tập rất là tốt, tu tập nhiều nhóm khác nhau, do các vị đại trưởng lão hướng dẫn, mỗi vị thầy như vậy thì có một nhóm đệ tử thấy tốt, tử ra Đức Phật mới nói rằng: À, tốt như vậy mà bây giờ cho các vị này để xuất, cũng giống như là xuất hạ, xuất trại để mà đi chỗ này kia thì uổng đi, đang đang tu tập tốt. Thì là Đức Phật nói là thôi, bây giờ dời là thêm 1 tháng nữa rồi sẽ làm tự tứ, tức là dành cho để chư tăng, nhất là những người mới vào tu đó, có thêm 1 tháng, cơ hội 1 tháng nữa để mà an cư tu tập, dốc lòng tu tập. Ngày dời từ rằm tháng 10, thay vì làm lễ kết thúc thì rằm tháng 9 thì ngày dời qua rằm tháng 10, và nhân vào cái ngày rằm tháng 10 thấy là kết quả rất là tốt đẹp, thì là ngày hoan hỷ, ngày mới dạy cái bài kinh này, bài kinh Anapanasati Sutta. Thành ra rằm tháng 10 là chúng ta nhớ lại đây là cái dịp Đức Phật giảng cái bài kinh quán niệm hơi thở, kết thúc cái mùa an cư 4 tháng, và đó là cái mùa an cư 4 tháng mà được ghi lại trong kinh điển. Vậy các anh chị có theo dõi được chỗ này ha, chúng ta biết được chỗ này cho thêm hoan hỷ. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng để kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều,
Long Vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tông Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu đã đến tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trong quá trình trình bày, nếu có chi sơ suất thì cũng mong quý vị quan hỷ thông cảm cho. Chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.